Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 44. Diệu M. Sư Thái vừa nói vừa đưa hoa băng hàn trong tay cho Dương Bách Xuyên xem. Người ta đã nói rõ không tặng anh, phải giữ lại để điều dưỡng cơ thể cho Mai Thi Dĩnh. Dương Bách Xuyên biết Mai Thi Dĩnh có thể chất thần phượng, cũng biết linh dược trong tay có thể giúp Mai Thi Dĩnh áp chế hỏa lực thần phượng trong cơ thể, nhưng đó chỉ biện pháp trị ngọn không trị gốc. Có thể thấy Diệu M. Sư Thái đối xử với Mai Thi Dĩnh rất tốt. Dương Bách Xuyên nói cảm ơn, cầm hoa băng hàn quan sát kỹ lưỡng, sau đó trả lại cho Diệu M. Sư Thái. Anh biết trong sách linh dược tu chân, tên của loại linh dược này không phải hoa băng hàn, mà là cỏ huyền băng. Đây là linh dược thường dùng để luyện chế đan dược cấp thấp. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hiện tại luyện chế đan dược cấp thấp không đủ cho anh tu luyện, đúng lúc cần phải luyện chế đan dược cấp trung. Hơn nữa anh đã thề với chị Mai nhất định phải chữa khỏi thể chất thần phượng của Mai Thi Dĩnh, mà cỏ huyền băng chính là một trong những nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đan dược chữa trị thể chất thần phượng cho Mai Thi Dĩnh. Do đó, anh nhất định phải có cỏ huyền băng. Cho dù Diệu M. Sư Thái cho anh cây linh dược này thì anh cũng không cần, bởi vì số năm không đủ. Cỏ huyền băng dùng để luyện chế đan dược ít nhất cũng phải nghìn năm. Nếu ở đây thật sự có cỏ huyền băng nghìn năm thì anh sẽ mạo hiểm một phen. Theo lời Diệu M. Sư Thái thì cỏ huyền băng cách con đường nhỏ 9 mét không có ai hái. Cỏ huyền băng trong phạm vi 9 mét đều bị người ta dùng thần binh hái hết, còn ngoài 9 mét thì không có cách nào. Không ai dám mạo hiểm đi trong khí băng hàn, hoặc là nói không ai có thực lực đi hái cỏ huyền băng. Quả nhiên khi Dương Bách Xuyên phóng tầm mắt ra xa 9 mét bên phải, anh nhìn thấy cỏ huyền băng trong sương giá mờ mịt, hơn nữa có không ít. Chấm. Thấy trong sương mù có nhiều cỏ huyền băng như thế, Dương Bách Xuyên suýt chảy nước miếng. Trong mắt anh, đó là từng viên đan dược trung phẩm, là thiên tài địa bảo có thể nâng cao tu vi. Theo ghi chép trong sách linh dược tu chân, ngay cả ở tu chân giới cỏ huyền băng cũng là linh dược cực hiếm. Dương Bách Xuyên thầm quyết định tuyệt đối không thể bỏ qua những linh dược này. Hiện tại tu vi của anh đã tăng cao, có nhiều thủ đoạn đi hái những linh dược này. Nếu bỏ qua thì chẳng phải là phí của trời sao? Đột nhiên Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, nhìn sang bờ hồ nham thạch bên trái. Bên phải lạnh giá có cỏ huyền băng, phải chăng hồ nham thạch bên phải cũng có linh dược cùng đẳng cấp. Khi tầm mắt nhìn sang, Dương Bách Xuyên chấn động cả người. Sau đó sắc mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm, lần này đến đúng chỗ rồi, lại gom thêm một loại linh nguyên liệu chính của đan độ kiếp, cũng có thể luyện chế đan dược cấp bậc trung cấp. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một loại linh dược hệ hỏa ở bên trái cách bờ hồ dung nham 10 mét, cũng là linh dược luyện chế đan dược hiếm có hoa xích diễm. Cây ca khoảng mộ thước, mọc 3 chiếc lá, hoa đỏ rực, màu sắc như ngọn lửa, không nhìn kỹ thì không thấy, nhìn từ xa giống như ngọn lửa bốc cháy. Dương Bách Xuyên trông thấy 5-6 cây. Lần này Dương Bách Xuyên chảy nước miếng luôn, anh cấp tốc nghĩ biện pháp hái linh dược ở hai bên. Dùng pháp khí rõ ràng là không thực tế, những cây ở gần đã bị võ cổ giả hái hết. Nếu dấn thân vào nguy hiểm, Dương Bách Xuyên không biết thực lực của mình có thể chống đỡ được sức mạnh lưỡng cực hay không. Anh suy nghĩ một hồi, quả thật trước mắt có một biện pháp, nhưng không chắc có thể thành công hay không. Đó là để cho con trồn và hầu đậu đậu thử xem. Về phần vượng tử, mặc dù sau khi bị thương nó đã uống nước sinh mệnh, linh trí và thể chất đã tăng cao, nhưng chưa thấy xuất hiện thiên phú thần thông. Dương Bách Xuyên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ phương án cho linh thú đi mạo hiểm. Sức mạnh lưỡng cực ở đây quá bá đạo, anh lo linh thú sẽ bị thương. Vì thế, anh quyết định đích thân mạo hiểm thử xem sao. Dương Bách Xuyên là kiểu người nghĩ sao làm vậy, lập tức nhảy ra khỏi con đường nhỏ, tiến vào khu vực băng hàn. Hành động của anh khiến Diệu M. Sư Thái giật mình, Dương đạo hữu, cậu. Sư phụ, môn chủ, hai đồ đệ, ba con nhà thân đồ, Thiên Tuyệt ở đằng xa cũng sợ hết hồn trước hành động của Dương Bách Xuyên. Đây là khu vực lưỡng cực cực kỳ bá đạo đó, Dương Bách Xuyên chán sống rồi sao? Rất nhiều người trông thấy đều nghĩ như vậy. Chiêm Khánh Nhân thấy Dương Bách Xuyên nhảy vào trong băng hàn thì con ngươi co rụt lại, thì thầm một mình tên này điên rồi sao? Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm phái Võ Lâm cũng lẩm bẩm. Không hổ là Dương điên, chơi trội cũng không xem hoàn cảnh. Mai Thi Dĩnh nhìn Dương Bách Xuyên, không hiểu sao lại thấy căng thẳng,
hơi lo lắng cho anh. Sau đó, cô ta nghĩ thầm, anh ta là kẻ hại chết chị gái mình, sao mình lại lo lắng cho anh ta? Lẽ nào là bởi vì anh ta bảo rằng biết chứng bệnh huyết mạch thần phượng của mình? Ánh mắt Hồ Tiên Nhi nhìn Dương Bách Xuyên lộ vẻ khác thường. Lăng Hư Tử và Lão Hòa Thượng Vô Ưu nhìn nhau, bất giác hít sâu một hơi. Ngay cả bọn họ cũng không dám vượt ra ngoài con đường nhỏ tiến vào trong băng hàn, không ngờ Dương Bách Xuyên lại thình lình nhảy vào. Thằng nhóc này bị ngu hay là thực lực cao đến mức có thể xem nhẹ khí băng hàn. Lăng Hư Tử vẫn còn nhớ lời dặn của Lôi Đình Sư Huynh, lần này vào bí địa Dương Bách Xuyên có thể là chủ lực giúp đỡ ông ấy, vì vậy không thể để Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Đây mới là nguyên nhân Lăng Hư Tử nhiều lần đứng về phía Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên lại tự tìm đường chết, chuyện này khiến Lăng Hư Tử rất tức giận. Đúng là Dương Bách Xuyên có thể dễ dàng giết Hàn Cửu Lâm, nhiều người cho rằng anh có thể so với cao thủ hư cảnh. Nhưng ngay cả hư cảnh chân chính cũng không dám tùy tiện mạo hiểm trong băng hàn. Suy cho cùng thì cảnh giới tu vi của thằng nhóc này chỉ là tiên thiên tầng 9 cao cấp, Lăng Hư Tử biết rõ điều này. Bây giờ anh nhảy vào trong băng hàn chẳng khác gì tìm chết. Lăng Hư Tử trầm giọng nói, Dương đạo hữu, băng hàn chi lực rất đặc biệt, ngay cả cao thủ hư cảnh cũng không dám mạo hiểm. Cậu ra ngoài mau, đừng đi vào trong nữa, càng cách xa con đường nhỏ vào sâu bên trong thì băng hàn chi lực càng lớn, cậu sẽ mất mạng đấy. A-di-đà-phật, Dương thí chủ mau ra ngoài đi, khí băng hàn không thể coi thường. Lão Hòa Thượng Vô Ưu phái Thiếu Lâm cũng lên tiếng. Chỉ có Mộc Đạo Nhiên phái Thanh Thành, Lão Mạt La Ba Đa của Mật Tông Tự, Đinh Trường Phong phái Thần Tông là hả hê, ước gì Dương Bách Xuyên đi sau vào nơi băng hàn rồi bị đông cứng thành tượng băng. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên biết suy nghĩ của mọi người, anh nhếch miệng nói, mọi người không cần lo lắng, ở đây có linh dược quan trọng mà tôi cần hái để luyện đan cứu người, kiểu gì tôi cũng phải lấy được linh dược. Tôi không sao đâu, mọi người cứ yên tâm. Nói xong Dương Bách Xuyên bước từng bước tiến sâu vào trong băng hàn. Khiến người lo lắng cho anh đổ hồ hôi lạnh, khiến kẻ ghét anh mừng thầm. Về phần Dương Bách Xuyên, đã vào trong băng hàn thì anh sẽ không trở về tay không? Quả thực băng hàn chi lực vô cùng bá đạo, may mà hiện tại là lúc lưỡng cực giao nhau, cũng là lúc uy lực của băng hàn yếu nhất, lại thêm chân khí hùng hậu trong cơ thể anh nên vẫn có thể chống đỡ. Tuy nhiên, sau khi Dương Bách Xuyên đi tới khu vực băng hàn cách con đường nhỏ 9 mét, mặt anh chợt biến sắc. Khu vực băng hàn bá đạo chân chính nằm ngoài 9 mét. Tuy anh đã vận chuyển chân khí nhưng trên người vẫn xuất hiện một tầng xương giá. Nhưng Dương Bách Xuyên tuyệt đối không từ bỏ. Anh thầm niệm trong lòng, chân hỏa vận chuyển lập tức hình thành một lớp phòng ngự quanh người. Cả người anh như chìm trong ngọn lửa. Sau khi chân hỏa vận chuyển, xương giá tan chảy, cơ thể linh hoạt trở lại. Dương Bách Xuyên tiếp tục đi sâu vào nơi băng hàn, cách anh 3 mét có một cây cỏ huyền băng. Trông có vẻ là cỏ huyền băng 500 năm, tốt hơn cây của Diệu M Sư Thái rất nhiều. Khoảng cách 3 mét rất gần, song vô cùng gian nan. Bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện mình tiến thêm một bước thì hàn khí tăng một phần, tuy có chân hỏa bảo vệ nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương. May mà vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của anh. Dương Bách Xuyên đi tới trước cây cỏ huyền băng 500 năm rồi vươn tay hái. Nhưng khi anh chạm vào bề mặt cỏ huyền băng, hàn khí trên cây phát ra lập tức dập tắt chân hỏa trên tay anh, bàn tay bị đóng băng. Dương Bách Xuyên cuống quýt rụt tay lại, hít sâu một hơi. Anh quên mất cỏ huyền băng có tuổi đời càng dài thì hàn khí tích trữ bên trong càng lớn. Cây cỏ huyền băng này khác cây 5 năm Diệu M Sư Thái hái được. Cái cây trước mặt đã 500 năm năm. Hàn khí gấp trăm lần cỏ huyền băng 5 năm. Dương Bách Xuyên vội vàng thúc giục chân khí làm tan băng hàn trên tay. Anh nhìn cỏ huyền băng trước mặt, có cảm giác bất lực như chạm tay vào gai nhím. Đúng lúc này, trong đầu anh vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, điệu bộ hận sắt không thành thép, thằng nhóc thúi, con nói xem con có ngốc không? Xương tay phải không dùng thì để làm gì? Không cần tay trái nữa thì con cứ hái tiếp đi. Hích, được sư phụ nhắc nhở, Dương Bách Xuyên cũng thầm mắng mình ngu ngốc. Đúng là cỏ huyền băng có tuổi đời càng dài thì hàn khí càng lớn, không có thủ đoạn thì sẽ bị đóng băng. Nhưng tay phải của anh đã dung hợp với xương tay của Thông Bích Viên Hầu. Đó là xương của dị thú hồng hoang, theo lời sư phụ Vân Thiên Tà thì nó còn mạnh hơn các thần thú như là rồng, phượng.
anh lập tức dùng tay phải túm lấy cỏ huyền băng. Lúc này, mọi người trên con đường nhỏ đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên, trông thấy cảnh lần đầu tiên Dương Bách Xuyên dùng tay trái hái cỏ huyền băng, bàn tay lập tức đóng băng. Một lát sau họ lại thấy Dương Bách Xuyên đổi sang tay phải. Rất nhiều người nghĩ rằng lẽ nào dùng tay phải thì không bị đóng băng. Tên Dương Bách Xuyên này thật điên cuồng, dám đi sâu 10 mét vào băng hàn, còn dùng tay trực tiếp hái linh dược, đúng là tự tìm đường chết. Rất nhiều người ở đây từng hái cỏ huyền băng đều biết khi hái cỏ huyền băng, hàn khí sinh ra đáng sợ cỡ nào. Vậy mà Dương Bách Xuyên trực tiếp dùng tay hái, đúng là to gan lớn mật. Đương nhiên mọi người cũng nhìn thấy trên người Dương Bách Xuyên bốc lửa, bấy giờ bọn họ mới biết Dương Bách Xuyên là tu luyện giả song hệ, ngọn lửa trên người anh chứng minh anh còn là một thiên tinh giả có năng lực đặc biệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cả giới võ cổ không có mấy võ cổ giả song hệ. Hèn chi anh dám trực tiếp đi vào trong hàn băng, không phải anh ngông cuồng, mà là anh có tự tin, có thực lực. Nhưng cho dù trên người Dương Bách Xuyên có lửa, bọn họ cũng không cho rằng ngọn lửa dị năng của anh có thể chống đỡ được khí băng hàn. Sự thực chứng minh đúng là như thế. Khi anh dùng tay trái chạm vào cỏ huyền băng, tay lập tức đóng băng. Bây giờ đổi sang tay phải chẳng lẽ lại có hiệu quả? Tuy nhiên ngay sau đó, ai nấy đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy lần này Dương Bách Xuyên trực tiếp cầm cỏ huyền băng trong tay, vậy mà tay phải không hề bị thương. Cảnh tượng này khiến mọi người hít sâu một hơi. Trong mắt mọi người, có lẽ Dương Bách Xuyên là người đầu tiên dám hái cỏ huyền băng như thế. Lúc này Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên lực xương tay phi phàm, hái cỏ huyền băng không chút trở ngại. Anh phát hiện hàn khí cỏ huyền băng tỏa ra lúc hái là lớn nhất, sau khi hái xong hàn khí sẽ biến mất. Dương Bách Xuyên thình lình ném cỏ huyền băng cho thân đồ Thành Cương, thân đồ đón bắt lấy. Anh ném cỏ huyền băng cho thân đồ Thành Cương vì không thể thu vào bình càn khôn trước ánh mắt của mọi người, khiến người ta phát hiện ra bí mật trên người anh có pháp bảo, làm vậy không sáng suốt chút nào. Vừa hay thân đồ Thành Cương mang theo túi, cứ cất đi trước đã. Sau đó, Dương Bách Xuyên tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì anh còn cần một cây cỏ huyền băng hơn 1.000 năm để luyện chế đan dược chữa trị sức mạnh huyết mạnh thần phượng cho Mai Thi Dĩnh. Cỏ huyền băng 500 năm không đủ. Sâu trong băng hàn vẫn có cỏ huyền băng, càng đi vào sâu thì tuổi đời của cỏ huyền băng càng cao, cũng không có ai hái. Nhưng Dương Bách Xuyên đi được vài bước thì nhận thấy hàn khí càng lúc càng mạnh, chân hỏa trên người không thể chống đỡ được nữa, có thể tắt bất cứ lúc nào. Một khi chân hỏa tắt, anh phải đối mặt với nguy cơ bị đóng băng. Dương Bách Xuyên dừng lại, xin sư phụ giúp đỡ, lão già ơi, hàn khí ở đây mạnh quá, chân hỏa của con không chống đỡ được. Người có cách nào khắc chế khí băng hàn không? Sao phải chống đỡ? Vân Thiên Tà hỏi vặn. Hích, lão già chết tiệt à, không chống đỡ thì con đóng băng mất. Ngu xuẩn, đây là năng lượng lưỡng cực, tuy lạnh cùng cực song cũng là linh khí hiếm có trong trời đất. Con bỏ phòng ngự, trực tiếp hấp thụ và luyện hóa đi. Chỉ cần quen với băng hàn xâm nhập cơ thể là có thể đi lại thoải mái trong băng hàn. Dung nham nóng rực bên kia cũng thế. Đều là linh khí hệ hỏa tinh khiết nhất, hấp thụ và luyện hóa rất có lợi cho tu vi của con. Có thể đột phá hay không thì phải xem vận may của con. Lão già chết tiệt, con thiếu hiểu biết nhưng người đừng lừa con chứ. Người không sợ con bỏ phòng ngự sẽ bị đóng băng ngay lập tức sao? Dương Bách Xuyên tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của sư phụ. Tin hay không thì tùy, thằng nhóc con tưởng càn khôn tạo hóa quyết vô dụng chắc. Càn khôn tạo hóa quyết được mệnh là luyện hóa vạn vật. Câu này không phải hư danh đâu. Con tự giải quyết đi. Dứt lời Vân Thiên Tà liền im bặt. Dương Bách Xuyên đấu tranh tâm lý. Không phải anh không tin sư phụ và càn khôn tạo hóa quyết, mà anh cần có dũng khí lớn. Sau một hồi cân nhắc, Dương Bách Xuyên quyết định nghe lời sư phụ đánh cược một ván. Anh biết kiểu gì cũng có nguy hiểm, nhưng anh tin tưởng càn khôn tạo hóa quyết độc nhất vô nhị trên đời hơn. Sau khi Dương Bách Xuyên quyết định liều một phát, anh lập tức loại bỏ chân khí và chân hỏa toàn thân. Trong khoảnh khắc đó, bên ngoài cơ thể đã đọng một lớp xương băng, đây là dưới tình huống vận chuyển càn khôn tạo hóa, nếu không vận chuyển công pháp thì có lẽ Dương Bách Xuyên đã bị đông thành tượng băng từ trong ra ngoài rồi. Cũng may bên trong không bị ảnh hưởng gì, công pháp vẫn vận hành thuận lợi, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên thoáng yên tâm.
nhưng ngay sau đó sau khi khí băng hàn vào cơ thể, Dương Bách Xuyên bắt đầu đau khổ. Sau khi khí băng hàn vô cùng lạnh lẽo tiến vào cơ thể, theo kinh mạch vận chuyển chạy khắp người, cả người Dương Bách Xuyên đều cảm thấy không ổn. Nếu không phải trong cơ thể còn chân khí thì suýt chút nữa đã đóng băng rồi. Cảm giác rét lạnh thấu xương thật sự đánh thẳng vào linh hồn, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy linh hồn của anh cũng đông lại. Lúc thúc dục vận chuyển chân khí đến cực hạn, tuy rằng đau khổ từ trong ra ngoài nhưng trong lúc chịu đựng anh luôn nhớ tới lời sư phụ nói, chỉ cần có thể sử dụng khí băng hàn chính là thành công. Nhưng bây giờ vấn đề là Dương Bách Xuyên cảm thấy nguy cơ anh có thể bị đông thành băng vụn bất kỳ lúc nào, càng khỏi phải nhắc tới thích ứng với khí lạnh. Thời gian chỉ 10 hơi thở ngắn ngủi đã khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sống không bằng chết, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thét dài. A! À, anh cảm thấy đã đến cực hạn, một giây sau anh sẽ sụp đổ bị đông thành tượng băng. Lúc này giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, thằng nhóc thối vận chuyển công pháp trong ngoài cùng nhau đi, sao con lại không nói không động vậy? Mau mau vận chuyển càn khôn tôi thể quyết. Càn khôn trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau mới là đại đạo chứ. Ta nói này, bây giờ thằng nhóc con càng ngày càng ngu xuẩn, đúng là khiến vi sư tức chết. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ Vân Thiên Tà chửi bới lập tức nổi giận nói, lão già đáng chết người mẹ nó đâu có nói cho con biết vận chuyển công pháp trong ngoài chứ, con đã sắp không chịu nổi nữa rồi thì người mới chạy tới nói mát, người có mục đích gì? Là tự con đần, còn nghi ngờ ta hả? Con biết rất rõ uy lực sức mạnh băng hàn mà không biết vận chuyển càn khôn tôi thể quyết mà nhỉ. Trong lúc Dương Bách Xuyên đấu võ mồm với sư phụ cũng không nhàn rỗi, anh thúc giục càn khôn tôi thể quyết. Kỳ thật không phải anh không nghĩ đến mà là anh sợ vận chuyển càn khôn tôi thể quyết trong băng hàn sẽ xảy ra sự cố gì. Lúc này Dương Bách Xuyên bị sư phụ Vân Thiên Tà chửi bới trong lòng vô cùng buồn bực. Có điều sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, sức mạnh băng hàn trên người anh thật sự giảm đi một chút. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, không đấu võ mồm với sư phụ nữa, đầu tiên anh phải chịu đựng được khí băng hàn mới được. Sau khi đứng tại chỗ vận chuyển công pháp trong ngoài như thế, Dương Bách Xuyên dần dần thích ứng với băng hàn. Trên đường nhỏ, mọi người nhìn thấy đột nhiên Dương Bách Xuyên dừng lại không nhúc nhích, trên người anh xuất hiện một lớp xương băng. Cảnh tượng này khiến hai đồ đệ của Dương Bách Xuyên là Độc Cô Hối và Võ Kiếm đỏ ngầu cả mắt. Sư phụ! Hai người kêu to với Dương Bách Xuyên. Nhưng không ai được Dương Bách Xuyên trả lời. Độc Cô Hối sốt ruột nôn nóng muốn bước vào trong băng hàn xem sư phụ Dương Bách Xuyên. Nhưng thân đồ Thành Cương giữ chặt anh ấy, không được, môn chủ cậu ấy sẽ không sao đâu. Nếu thật sự có chuyện gì thì bây giờ trên người cậu ấy không phải xuất hiện xương băng mà sẽ trực tiếp bị đông thành tượng băng, cậu qua như vậy chỉ có con đường chịu chết. Tuy rằng cha con thân Đồ Thành Cương cũng lo lắng cho Dương Bách Xuyên nhưng càng tin tưởng anh hơn, tu vi của bọn họ cũng cao hơn Độc Cô Hối và Võ Kiếm, cảm giác được hơi thở của Dương Bách Xuyên xem như bình thường, chỉ là đứng dậy không động đậy. Trong lòng bọn họ đoán có lẽ Dương Bách Xuyên đang đọ sức với sức mạnh băng hàn. Mấy người Lăng Hư Tử cũng thấy tình huống của Dương Bách Xuyên, trong lòng lau mồ hôi thay hắn. Chỉ có Mộc Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong của Thần Tông là trông có chút hả hê. Mà lúc này trên người Dương Bách Xuyên đã xảy ra biến đổi, sau khi cắn răng kiên trì một phen, thúc giục càn khôn công pháp trong ngoài, cuối cùng anh cũng thích ứng được với hơi thở băng hàn, bắt đầu hấp thu chuyển hóa sức mạnh khí băng hàn. Lúc này bất kể là trong hay ngoài cơ thể đều nhận được lợi ích rất lớn. Sau khi khí băng hàn hấp thu vào trong cơ thể được càn khôn tạo hóa công luyện hóa thì hóa thành chân khí tinh thần nhất, tu vi của anh đang tăng trưởng từng chút. Tuy rằng tăng lên vô cùng chậm chạp nhưng vẫn tăng lên. Mà càn khôn tôi thể quyết cũng mang đến cho anh niềm vui bất ngờ, sau khi khí băng hàn rèn luyện cơ thể, anh cảm giác được hiệu quả rõ ràng. Giây phút trên người Dương Bách Xuyên phát ra tiếng răng rắc thì xương băng đông lại bên ngoài cơ thể anh lập tức trở nên nát bấy. Đến lúc này trên người anh không còn xuất hiện dấu vết bị đóng băng nữa. Toàn thân đều khôi phục sức sống, hoàn toàn thích ứng với việc vận động trong băng hàn. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Tiếp theo Dương Bách Xuyên bày ra cho mọi người một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy bóng dáng của anh xuyên qua chỗ sâu trong băng hàn như đi trên đất bằng, đồng thời kèm theo là từng cây cỏ huyền băng bay về phía thân Đồ Thành Cương.
Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy từng gốc vật thể màu thạch anh lấp lánh bị Dương Bách Xuyên ném cho thân đồ thành cương. Trong đó có hơn 10 gốc cỏ huyền băng nghìn năm, hơn 30 gốc nghìn năm một lần, thu hoạch của Dương Bách Xuyên trong băng hàn rất phong phú. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng ngừng tay, lại quay về đường nhỏ phía sau. Lúc mọi người cho là anh không tìm đường chết ở đây, trong chết lặng tiếng kêu hoảng hốt Dương Bách Xuyên lại bước vào trong dung nham cực nóng bên trái. Đầu tiên đi vào băng hàn, suýt chút nữa bị đông thành tượng băng, bây giờ thật không ngờ lại tới bên dung nham. Giống như trong băng hàn, mọi người chỉ thấy sau khi Dương Bách Xuyên đứng yên bên bờ dung nham hơn 10 phút thì tiến vào chỗ sâu, hái đào được hơn 10 gốc linh dược thuộc tính hỏa vứt từng cái cho thân đồ thành cương. Sau đó Dương Bách Xuyên mới trở lại đường nhỏ, nhanh chóng đi qua đoạn đường lưỡng cực dài 100 mét này. Lúc này tất cả mọi người đã băng qua đường nhỏ 100 mét, nhưng để xem Dương Bách Xuyên có chết trong vùng đất lưỡng cực hay không mà chờ ở bên kia nhìn anh. Đám người thích Dương Bách Xuyên thì hoan hô, người chán ghét anh lòng đều tràn đầy tiếc nuối. Người khác đi qua con đường này đều là như đi trên băng mỏng, Dương Bách Xuyên thì hay rồi, quả thực là tiến vào vườn hoa sau nhà mình. Còn chưa tới bí địa chân chính mà anh đã thu hoạch được một khoản. Linh dược tích lũy không biết bao nhiêu năm ở vùng đất lưỡng cực đều bị anh đào bới, bóng dáng lả lơi của anh xuyên qua băng hàn và dung nham cực nóng để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Lăng Hư Tử thấy Dương Bách Xuyên đi ra khỏi con đường nhỏ thì bất giác nói, đúng là Dương điên phong hoa tuyệt đại. Khó lường mà. Hoàn toàn chính xác, xem ra kẻ này mới là người đứng đầu hư cảnh. Vô Ưu lão hòa thượng cảm thán. Ai nói không phải chứ, người có thể nhàn nhã dạo chơi ở vùng đất lưỡng cực, các thời kỳ giới võ cổ vẫn chưa có ai làm được. Dương Bách Xuyên chính là người đứng đầu hư cảnh, Diệu Âm cũng thổn thức. Cuộc đối thoại của ba người vừa khéo bị Dương Bách Xuyên nghe thấy, anh nhếch miệng cười bảo, ba vị đang tâng bốc tôi quá mức rồi đấy, tôi cũng chỉ có đột phá trong lưỡng cực nên mới dám cản rỡ như vậy một trận, chư vị xem hiệu quả đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vậy, Lăng Hư Tử ngẩn người, nhìn về phía người Dương Bách Xuyên, quả nhiên giờ phút này giới tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt tới đỉnh phong đại viên mãn tiên thiên tầng 9. Mà ba người Mộc Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong sau khi nghe thấy thì đồng tử co lại. Ba người bọn họ biết kể từ bây giờ e rằng người có thể giết Dương Bách Xuyên chỉ có lão tổ các nhà. Không giết kẻ này sẽ là mối họa lớn trong lòng tất cả tông môn sau này. Ba người Mộc Đạo Nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương, nghĩ đến sau khi tiến vào bí địa xong tụ hợp lão tổ tất cả các nhà, chuyện đầu tiên cần làm chính là giết Dương Bách Xuyên. Sau khi tán gẫu vài câu với mấy người Lăng Hư Tử, Diệu Âm Sư Thái đột ngột lên tiếng, Dương Đạo Hữu, bà già này có một chuyện muốn nhờ, vẫn mong Đạo Hữu có thể nhận lời. Trong khi nói chuyện Diệu Âm Sư Thái trịnh trọng ôm quyền hành lễ với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vội vàng bảo, Diệu M Sư Thái quá nghiêm trọng rồi, không được, mau mau đứng lên, có chuyện gì người cứ việc căn dặn. Nói đến cùng các vị đều là lão tiền bối, chỉ cần tôi có thể làm được thì tuyệt đối không chối từ. Ấn tượng của Dương Bách Xuyên về Diệu M Sư Thái không tệ lắm, bất kể là lúc trước khi Miêu Mậu Thiên làm khó mình, hay là từ quan hệ với Mai Thi Dĩnh, anh cũng tôn trọng Diệu M Sư Thái. Diệu Âm Sư Thái nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì vẻ mặt vui mừng bảo, cảm ơn Dương Đạo Hữu, là thế này, Diệu M tôi cả đời chỉ nhận một đồ đệ, đáng tiếc vài năm trước nó luyện công mắc sai lầm mà tọa hóa, để lại cho bà già này một đồ tôn đáng thương là Mai Thi Dĩnh. Đứa bé Dĩnh Nhi này trời sinh số khổ, trong cơ thể có sức mạnh bá đạo khác thường bẩm sinh, theo tu vi của Dĩnh Nhi gia tăng, sức mạnh trong cơ thể nó cắn trả càng ngày càng mạnh. Mà linh dược trong băng hàn đúng lúc có thể đè ép cắn trả trong cơ thể của Dĩnh Nhi. Nhưng cậu cũng thấy gốc bà già này đào vừa rồi 5 tuổi quá thấp, vì vậy, bà già này muốn xin một cây linh dược nghìn năm từ tay Dương Đạo Hữu. Đương nhiên bà già này không lấy không, có thể dùng tinh thạch tiên thiên và những thiên tài địa bảo khác trao đổi, kính xin Dương Đạo Hữu thành toàn. Diệu Âm Sư Thái nói xong lại hành lễ với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sững sờ. Trong lòng vui mừng vì Mai Thi Dĩnh có một sư tổ như vậy, đồng thời biết xem ra Mai Thi Dĩnh không nói với Diệu Âm Sư Thái chuyện đi tìm mình hôm đó. Lần nào mạo hiểm tiến vào trong băng hàn kỳ thật phần lớn là vì chữa trị vấn đề huyết mạch thần phượng cho Mai Thi Dĩnh. Dương Bách Xuyên và Diệu M Sư Thái đều có chung một mục đích, nhìn ánh mắt chờ đợi của Diệu M Sư Thái, Dương Bách Xuyên nói thật.
Có lẽ sư thái người vẫn chưa biết, tôi và Mai Thị Dĩnh có quan hệ sâu xa, có thể nói hôm nay mạo hiểm tiến vào trong băng hàn đào cỏ huyền băng là để chữa bệnh cho Mai Thị Dĩnh. Xin sư thái yên tâm, nhất định tôi sẽ giải quyết vấn đề trong cơ thể Mai Thị Dĩnh. Mai Thị Dĩnh đứng bên cạnh Diệu Am sư thái nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì cả người chấn động, cô thật sự không ngờ rằng anh lại vì cô mà mạo hiểm vào trong băng hàn. Mặc dù Diệu M sư thái và Dương Bách Xuyên mới quen biết không bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc mấy năm nay, từ việc Dương Bách Xuyên đối mặt với sự chèn ép của đám quái vật đại tông lão và võ cổ giả, bản thân anh dần dần nghịch tập, từ các dấu hiệu có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên không tầm thường. Hiện tại anh đã có thể chữa khỏi vấn đề huyết mạch của Mai Thị Dĩnh, Diệu M sư thái càng tin tưởng, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, tìm Dương Bách Xuyên và Mai Thị Dĩnh nói chuyện mới biết ngọn nguồn trong đó, Dương Bách Xuyên và chị Mai Thị Dĩnh không phải là bạn bè của chị Mai. Có tầng quan hệ này trong vô thức Diệu M sư thái gần gũi với Dương Bách Xuyên hơn mấy phần. Chuyện nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông bị Dương Bách Xuyên diệt môn, bà ấy cũng biết đến, chỉ là không biết vì sao Dương Bách Xuyên vì báo thù chị Mai Thị Dĩnh mà khiến một gia tộc võ cổ diệt môn, bấy giờ mới thấy Dương Bách Xuyên là người trọng tình nghĩa. Về phần Mai Thị Dĩnh có địch ý với Dương Bách Xuyên tới mức nào, nguyên nhân trong đó Diệu M sư thái cũng đã nhìn thấu, cái này không thể trách Dương Bách Xuyên. Chỉ có thể dùng câu, tôi không giết người khác chết vì tôi, để tóm tắt. Hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn ổn, chị Mai Thị Dĩnh vì áy náy mà chữa bệnh cho Mai Thị Dĩnh, đây là chuyện tốt, càng thể hiện Dương Bách Xuyên trọng tình trọng nghĩa hơn. Bây giờ đứng trước mặt Mai Thị Dĩnh nói thẳng, Dĩnh Nhi, sau này đừng trách cứ Dương đạo hữu nữa, hành động của cậu ấy hôm nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, chính là vì chữa bệnh giữ trong thể nội của cháu, nếu như đổi thành người khác. Cho dù áy náy với chị cháu, cũng chưa chắc đã quản chuyện của cháu, liên quan đến cái chết của chị cháu, tội không còn trên người Dương đạo hữu, chút đạo lý này cháu phải hiểu, tin rằng chị cháu trên trời có linh cũng không mong muốn cháu căm hận Dương đạo hữu. Cháu có biết không? Dĩnh Nhi hiểu Mai Thị Dĩnh thấp giọng trả lời lén nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, trong mắt của cô rất phức tạp, thật ra hận Dương Bách Xuyên, cô cũng biết là rất vô lý, nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ qua. Và lại Dương Bách Xuyên nói rằng anh mạo hiểm đi vào trong giá rét đào bới linh dược, là để sau này chữa bệnh cho mình, đám mây oán khí Dương Bách Xuyên trong lòng tự nhiên tiêu tán. Diệu M sư thái vui vẻ gật đầu, như thế rất tốt, hai người trẻ tuổi các ngươi, sau này phải giao lưu nhiều hơn, người tu đạo như chúng ta, trong lòng không thể có oán khí chấp niệm. Nói chuyện với Mai Thị Dĩnh xong, Diệu M sư thái xoay người về phía Dương Bách Xuyên trịnh trọng hỏi. Dương đạo hữu cháu có mấy phần chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho Dĩnh Nhi. Nói thật, tôi vẫn luôn coi sư phụ của Dĩnh Nhi như con gái, sư phụ con bé không có ở đây, mấy năm nay bà già tôi nuôi dưỡng Dĩnh Nhi đã coi như miếng thịt của con gái ruột, nếu có thể giải quyết vấn đề trong cơ thể của Dĩnh Nhi, bà lão tôi nguyện ý vì đạo hữu mà làm bất kỳ chuyện gì. Diệu M sư thái nói câu này không hề nhẹ, khiến Dương Bách Xuyên cũng phải cảm động. Anh cũng nhìn ra được Diệu M sư thái đối xử với Mai Thị Dĩnh cực kỳ tốt. Sư tổ Mai Thị Dĩnh nghe được sư tổ nói lời trịnh trọng như vậy, ánh mắt của cô đỏ lên. Dĩnh Nhi đừng ngắt lời. Diệu M sư thái đưa tay ngắt lời Mai Thị Dĩnh, đôi mắt nhìn về phía Dương Bách Xuyên chờ đợi câu trả lời của anh. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói, sư thái, tôi thề tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để vấn đề trong cơ thể Mai Thị Dĩnh, và lại ngài cũng không cần phải làm thế. Cho dù là vì chị Mai, tôi cũng sẽ không mặc kệ Mai Thị Dĩnh, mong sư thái yên tâm. Cảm ơn. Sau khi ba người tán gẫu vài câu xong, bắt đầu đi thẳng về phía trước, lúc này đám người Côn Luân đã rời đi. Chiếu theo lời Diệu M sư thái nói, đi 100 mét về phía trước sẽ đi ra khỏi núi Tịch Diệt, không khác gì đi ngang qua cả một ngọn núi Tịch Diệt, sẽ đến một sơn cốc khổng lồ, đứng trên hành tinh khác cũng không thể thấy được sơn cốc. Đây là một di tích cổ, trong sơn cốc mới thật sự là bí địa núi Trường Bạch. Bí địa này tồn tại đã lâu, không một ai biết đến, vô cùng thần bí, bên trong được chia thành ba khu vực. Khu vực đầu tiên gọi là đầm lầy hắc thủy, ý trên mặt chữ, đâu đâu cũng đều là đầm lầy nước đen, bên dưới có rất nhiều sinh vật muốn mạng người tồn tại, chướng khí mù mịt khắp nơi, có thảm thực vật sống, các loại dị thú dị trùng cường đại đến mức có thể giết chết võ cổ giả tiên thiên. Điểm chết người nhất chính là, một khi rơi vào đầm lầy sẽ bị ăn mòn, nơi nơi đều là hiểm địa. Nhưng những nơi càng nguy hiểm,
luôn kèm theo đó là thiên tài địa bảo tương xứng, trong đầm lầy hắc thủy đầu tiên có các loại bảo bối linh dược, nơi này là địa điểm thích hợp cho võ cổ giả tiên thiên tầng 9 sơ cấp trở xuống thám hiểm. Khu vực thứ hai gọi là rừng hắc thạch, là một ngọn núi, còn là một đại trận cổ hoang tàn, nơi đây so với đầm lầy hắc thủy phải mạnh hơn gấp mấy lần, cho dù là võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng trong nháy mắt. Trong rừng Hắc Sơn có rất nhiều di tích của nền văn minh tu luyện, chiến kỹ, công pháp hay thậm chí là thần binh lợi khí các loại cũng có, chỉ xem có bản lĩnh để cầm lên không, có cơ duyên sở hữu không. Trong khu rừng Hắc Sơn thứ hai này, không có tu vi tiên thiên tầng 9 sơ cấp trở lên, thì đi vào chính là chịu chết. Về phần khu vực thứ ba được gọi là Động Hắc Liên, trong truyền thuyết chỉ có cường giả hư cảnh mới có thể đi vào, bên trong không có thứ gì tồn tại, tình hình như thế nào, không có bất kỳ ghi chép nào. Nhưng mà có một lời đồn về Động Hắc Liên luôn được lưu truyền, cũng chính là tin đồn duy nhất được lưu truyền đến ngày nay, Diệu M. Sư Thái nói Động Hắc Liên thông với một thế giới khác, rất có thể đó chính là Sơn Hải Giới. Trên đường đi Diệu M. Sư Thái kể lại tình huống trong bí địa núi Trường Bạch, ngược lại khiến Dương Bách Xuyên mở mang tầm mắt, trong lòng suy đoán Động Hắc Liên, có thể là động phủ của một tu sĩ thượng cổ cường đại nào đó. Đương nhiên tất cả phải chờ đến khi đi vào bí địa rồi mới biết được. Trong vô thức, phía trước sơn động đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Mọi người cuối cùng cũng đi ra khỏi sơn động núi Tịch Diệt, một sơn cốc xuất hiện. Chính xác mà nói đã không thể xem là một cái sơn cốc nữa, càng giống một thế giới thu nhỏ hơn. Trong mắt Dương Bách Xuyên thấy được dãy núi vô tận và một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong không khí tỏa ra hơi thở vô cùng xưa cũ, khiến người ta có ảo giác như trở lại nền văn minh tiền sử. Mỗi ngọn cây cọng cỏ nơi đây đều tràn đầy hơi thở nguyên thủy cổ xưa, cũng càng thêm tràn ngập sức sống, linh khí dày đặc hơn ngoại giới gấp 10 lần. Hít sâu một hơi cả người có thể cảm giác được từng lỗ chân lông giãn ra. Lúc này phía sau bọn họ là một tòa thiên trượng đại sơn, nhưng Dương Bách Xuyên khẳng định chắc chắn đây không phải núi Tịch Diệt, trên núi Tịch Diệt không có bất kỳ sức sống nào, một gốc cỏ dại cũng không có, nhưng sau lưng ngọn núi lớn này lại tràn đầy cỏ cây, còn có đại thụ che trời. Tất cả mọi người đều đi từ khe hở dưới chân một ngọn núi phía sau núi lớn. Hai hoàn cảnh tương phản khiến Dương Bách Xuyên không phân biệt nổi, cuối cùng thì nơi này có còn ở trên trái đất không? Nếu nơi này không phải trên trái đất, vậy thật sự là một thế giới thu nhỏ khác. Tuy nói là bí địa sơn cốc, nhưng nhìn vào diện tích, cơ bản cũng không phải là sơn cốc. Chỉ có thể nói nhờ vào tài nghệ sắc sảo của thiên nhiên, thế giới tu đạo thần kỳ bí ẩn. Nhưng cũng không quá kinh ngạc, Dương Bách Xuyên từ trong truyền thừa của sư phụ đã biết, biển lớn vũ nội thần bí, một hạt cát một thế giới không phải chỉ nói suông. Bình càn khôn trên người anh chính là minh chứng tốt nhất. Có lẽ nơi này thật sự là một di tích của nền văn minh tu chân nhỉ. Lúc trong lòng còn suy nghĩ như vậy, Lăng Hư Tử mở miệng nói, đã đến bí địa, chư vị đồng đạo đi tìm cơ duyên, nhưng mọi người nhớ kỹ chỉ có thời gian 7 ngày. 7 ngày sau con đường nhỏ trăm mét giao nhau giữa sức mạnh hai cực biến mất, coi như không ra được. Sau khi Lăng Hư Tử giải thích một số chú ý trong bí địa xong, mấy trăm người nhanh chóng giải tán, tách ra rời đi tứ phía, từng người tự mình đi tìm cơ duyên của bản thân. Dương Bách Xuyên không quên Tử Tiên lão đầu từng nói với anh, nếu đi vào bí địa rồi, bảo anh làm chuyện gì đó, nhưng bây giờ lại không thấy Tử Tiên lão đầu xuất hiện, ngược lại khiến hắn hơi nghi ngờ. Không lẽ Tử Tiên lão đầu quên rồi à? Lúc trong lòng vừa nghĩ đến đây, Lăng Hư Tử đột nhiên đi lại bên cạnh nói, Dương đạo hữu đây là thư tín mà sư huynh Lôi Đình của tôi bảo tôi chuyển giao cho cậu. Dương Bách Xuyên sững sờ nhìn thư tín thuận miệng hỏi, là cái gì? Anh bây giờ đã hiểu rõ thì ra Tử Tiên lão đầu nói sau khi đi vào bí địa sẽ tìm mình, chính là an bài Lăng Hư Tử giao cho mình một bức thư. Lăng Hư Tử lắc đầu nói, Lôi Đình sư huynh dặn dò tôi không được nhìn, đây là tự tay viết thư cho cậu, trên thực tế, có 6 người cũng được nhận thư tín, cậu, Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân ta, Mai Thi Dĩnh của Nga Mi, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm của Thiếu Lâm, Hồ Tiên Nhi của nhà họ Hồ Đông Bắc, Trần Trầm Hương của Thiên Cương Sơn. Đã đi vào bí địa lão đạo chứng tỏ cậu cũng có chút nghề, trong 8 đại tông môn Trung Quốc có một số là võ cổ giả hư cảnh giống với sư huynh Lôi Đình của Côn Luân tôi. Thật ra trong bí địa núi Trường Bạch này đang bảo vệ một lối đi, lần này sư huynh Lôi Đình chọn 6 người các cậu hẳn là có quan hệ với con đường được bảo vệ, cụ thể là cái gì tôi cũng không biết,
trong phong thử hẳn là có, chính cậu xem thử là biết. Mặc khác tôi suy đoán mấy lão bất tử hư cảnh bên ngoài cũng tiến vào bí địa, rất cả thể có quan hệ với con đường, muốn làm gì, nhưng hiện tại cậu đã đắc tội thần tông và M. Nguyệt Môn, sau khi bước vào đây phải chú ý cẩn thận. Dương Bách Xuyên gật gật đầu, chuyện liên quan đến con đường anh đã biết, lôi đình cũng là do tiểu tiên lão đầu từng nói với anh, muốn đi vào con đường Sơn Hải giới, quan trọng là có người muốn mở ra con đường Sơn Hải, nhưng tiểu tiên lão đầu không cho phép. Nhưng mà, lần này tiểu tiên lão đầu từng nói, bọn họ phải thêm đại trận đường đi, cần mình hỗ trợ, nhưng cụ thể là giúp thế nào, ông ta không hề ghi lại, bây giờ cầm thư tín Dương Bách Xuyên hiểu ngay, đáp án hẳn là ở trong thư. Chờ đến khi Lăng Hư Tử rời đi rồi, Dương Bách Xuyên bóc thư ra, khi anh đọc hết nội dung bên trong thư, lại không nhịn được cả người chấn động, trong lòng âm thầm chửi mắng tiểu tiên lão đầu. Lão bất tử tiểu tiên, ông muốn đẩy ông đây đi chịu chết à? Xem hết nội dung thư tiểu tiên lão đầu để lại, Dương Bách Xuyên tức đến mức chửi tục. Thì ra tiểu tiên lão đầu muốn để anh đi vào khu vực thứ ba Sơn Cốc Động Hắc Liên, đi tìm một thứ gần giống. Sau đó cầm bảo vật tiếp tục đi đến nơi giao nhau giữa hai khu vực thứ hai và thứ ba, cũng chính là trung tâm toàn bộ Sơn Cốc, một nơi gọi là ngọn núi biên giới. Theo như thư tín nói, tiểu tiên lão đầu trấn thủ trong một ngọn núi biên giới chính là con đường thông với Sơn Hải giới. Nếu cầm bảo vật nào đó trong động Hắc Liên, tiểu tiên lão đầu có thể ra cố trận pháp đường đi, hoặc là nói phá hủy đường đi. Trong thư còn nói, lần này sẽ có 5 người đồng hành cùng anh. Dương Bách Xuyên nhìn lại, giữa sân còn lại đúng 5 người, chiếm khánh nhân của Côn Luân, tiểu hòa thượng Liễu Phàm của Thiếu Lâm, Mai Thi Dĩnh của Nga Mi, Trần Trầm Hương của Thiên Cương Sơn, vừa hay là thiên tài của 5 đại tông môn, cũng là 5 nhân vật dẫn vị trí đầu nổi tiếng trong bảng xếp hạng của thập đại yêu nghiệt. Xem ra 5 người bọn họ trong tay mỗi người đều cầm một lá thư tín chắc chắn đều được các lão tổ dặn dò. Về phần nội dung có giống nhau hay không thì không biết được. Dựa theo lời tiểu tiên lão đầu nói trước kia, người bảo vệ con đường Sơn Hải giới, hẳn là lão tổ của 8 đại tông môn Trung Quốc, mỗi người đều là cường giả hư cảnh. Hiện tại bọn họ tự mình chọn ra một yêu nghiệt trong tông môn, đến tham gia nhiệm vụ tầm bảo động Hắc Liên, chỉ có thể nói rõ bảo vật trong động Hắc Liên không hề đơn giản. Theo lý thuyết con đường được 8 thế lực lão tổ lớn bảo vệ thì sẽ có 8 yêu nghiệt từ các nhà tham gia, nhưng bây giờ ngoài anh ra mới chỉ có 6 người. Những người của 3 nhà còn lại không hề xuất hiện, hẳn là đã xảy ra chuyện. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, đối với Dương Bách Xuyên mà nói, quan trọng là mấy địa điểm như Động Hắc Liên này. Theo lời Diệu M. Sư Thái nói, 3 khu vực trong Sơn Cốc đi đến khu vực thứ 2. Mối nguy hiểm trong đó có thể lấy mạng võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, đừng nói chi khu vực thứ 3 động Hắc Liên còn lại. Cho nên Dương Bách Xuyên cho rằng tiểu tiên lão đầu đang đặt bẫy mình. Chắc chắn khu thứ 3 động Hắc Liên chính là đi chịu chết. Bây giờ đọc xong thư chửi tục là còn nhẹ. Và lại nội dung trong thư tín không hề được ghi chú, bảo 6 người bọn họ đi vào động Hắc Liên lấy cụ thể là bảo vật gì, chỉ nói đi vào động Hắc Liên là biết. Nghĩ thế nào Dương Bách Xuyên đều cảm thấy đầu của tiểu tiên lão đầu bị thủng rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên không thể nào từ chối, lúc trước khi xin tiểu tiên lão đầu cách làm, anh đã đồng ý sẽ hỗ trợ tiểu tiên lão đầu, bây giờ tiểu tiên lão đầu nói điều kiện, anh không còn lựa chọn nào khác. Huống chi tiểu tiên lão đầu nhiều lần trợ giúp, luôn luôn bảo vệ an toàn cho vân môn của anh, việc này đối với Dương Bách Xuyên là một phần ân tình lớn. Nếu như đổi thành người khác có lẽ khi nghe động Hắc Liên chắc chắn sẽ không đi, nhưng đáng tiếc Dương Bách Xuyên lại là người trọng tình trong nghĩa không muốn thiếu nợ ân tình người khác. Chuyện đã đồng ý với tiểu tiên lão đầu, cho dù đi vào động Hắc Bạch Liên nguy hiểm đến tính mạng, anh vẫn muốn đi, cũng muốn hoàn thành lời hứa với tiểu tiên lão đầu, trả nợ ân tình của ông ấy. Có một số việc rõ là biết trước trên núi có hổ, lại càng phải đi vào núi hổ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi dặn dò cha con thân Đồ Thành Cương và hai đồ đệ, đám người Thiên Tuyệt rằng anh muốn đi sơn cốc nào đó trong bí địa, để cha con thân Đồ Thành Cương đi theo chăm sóc hai đồ đệ chút, cùng lúc đó bảo thân Đồ Thành Cương lấy hai gốc linh dược Huyền Băng và Xích Diễm thu vào không gian bình càn khôn. Cũng không quên nói cho bọn họ biết sau khi đám lão phong đi vào, đệ tử Vân Môn và đệ tử Võ đang chăm sóc lẫn nhau, hoàn thành lần lịch luyện bí địa lần này. Nếu như anh vẫn chưa trở về thì để bọn họ về Vân Môn chăm sóc người trong nhà thật tốt.
Dương Bách Xuyên dặn dò tất cả những gì cần thiết cho cha con Thân Đồ, dù sao hai cha con bọn họ, bây giờ là cao thủ Vân Môn. Sau đó chờ đám người Thân Đồ Thành Cương dẫn theo mọi người rời đi rồi, Dương Bách Xuyên mới nhìn về phía năm người vẫn còn đứng lại giữa sân, lúc này các trưởng bối của bọn họ đều đã rời đi. Chỉ còn 6 người bọn họ vẫn còn đứng đó. Dương Bách Xuyên nhìn về phía năm người chiếm khánh nhân, năm người cũng đang nhìn Dương Bách Xuyên. 6 người mắt lớn trừng mắt nhỏ. 15 phút sau Dương Bách Xuyên ho nhẹ nói, xem ra mọi người có thể ở lại, đều được các lão gia tổ sắp xếp, không biết mọi người được sắp xếp như thế nào. Lúc này chiếm khánh nhân hừ lạnh, khó chịu nói, trưởng lão nhà tôi bảo tôi cứ nghe theo cậu sắp xếp, thằng nhóc cậu tự xem mà xử lý đi, nhưng có nghe theo hay không còn tùy vào tâm trạng của tôi. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm Thiếu Lâm miệng niệm Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng nghe theo lão hòa thượng sắp xếp, nhưng mà chỉ đi một chuyến đến Động Hắc Liên thôi, nghe ai không quan trọng. Lão hòa thượng trong miệng tiểu hòa thượng Liễu Phàm chính là sư phụ của cậu ta. Ngay sau đó Hồ Tiên Nhi nói, chiếm sư huynh đứng đầu thập đại yêu nghiệt, tôi nghe theo chiếm sư huynh. Nghe Hồ Tiên Nhi nói chuyện, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói thầm trong lòng, hay, Hồ Tiên Nhi cô thích chiếm yêu nghiệt à? Thế sao giờ không đi phá hủy Lôi Đài Ca Môn luôn đi? Trong thư tín của Tử Tiên lão đầu, tìm được 5 người phối hợp với anh cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tầm bảo, đều phải nghe mình, bây giờ xem ra ngay từ đầu manh mối đã không thích hợp. Chiếm khánh nhân nói chuyện âm dương quái khí, tiểu hòa thượng Liễu Phàm ngược lại không nói gì đến điểm chính, nhưng cũng rất ba phải, rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu. Lúc này Mai Thị Dĩnh Nga Mi nói khẽ, tôi tin tưởng trong tay mọi người đều có thư do các lão gia tổ gửi, cũng hiểu rõ lần này chúng ta phải đi đến nơi đó đúng không? Là nơi còn kinh khủng hơn cả rừng Hắc Thạch khu vực thứ 3 Động Hắc Liên. Nếu chúng ta chia 5 xẻ 7, đừng nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà các lão gia tổ giao xuống không, sợ là có thể còn sống sót đi đến Động Hắc Liên hay không đã là một vấn đề. Tôi thấy trong thư đã nói rõ, lần này đi vào Động Hắc Liên tầm bảo phụ trợ Dương Bách Xuyên. Tin tưởng mọi người đều có được nội dung không khác mấy nhỉ. Nếu đã như vậy, vì để chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ do các lão gia tổ giao, mọi người vẫn nên giúp đỡ để Dương Bách Xuyên làm chủ đi, cái gì gọi là rắn mất đầu, đạo lý này không phải tất cả mọi người đều biết à. Đến khi Mai Thị Dĩnh nói xong, khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là, Trần Trầm Hương Thiên Cương Sơn nhanh chóng đồng ý, đúng đúng đúng, tôi cảm thấy Mai Sử Tỷ nói rất có lý, lẽ ra như thế. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, anh nghe ra, Mai Thị Dĩnh nhìn như đang nói công đạo, thật ra chính là tốt cho mình, Mai Thị Dĩnh có thể nói như thế, chứng minh cô đã không còn thù địch mình như trước, điểm này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Dù sao Mai Thị Dĩnh cũng là em gái của chị Mai. Trong 5 người, Chiếm Khánh Nhân là người kiêu ngạo bất tuân, Hồ Tiên Nhi rõ ràng là fan của Chiếm Khánh Nhân, hai người này một đường. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm nhìn như ôn hòa thật ra là người khôn khéo nhất trong đám, cậu ta đứng trung lập, có loại khí thế kiêu ngạo độc lai độc vãng, tự mình một đường. Mai Thị Dĩnh về phe mình, mà lúc ánh mắt Trần Trầm Hương Thiên Cương Sơn nhìn anh rồi lại nhìn Mai Thị Dĩnh, tràn đầy khác thường, hẳn là fan của Mai Thị Dĩnh, nói cách khác Mai Thị Dĩnh và Trần Trầm Hương có thể tính là cùng một đường. 6 người nhìn có vẻ êm đẹp vậy thôi, lại chia làm 3 đường, không có bất kỳ tinh thần đoàn đội nào. Dương Bách Xuyên biết nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ thật sự như lời Mai Thị Dĩnh nói, cuối cùng có khả năng còn chưa đến Động Hắc Liên đã mất mạng. Đối với kết quả này, Dương Bách Xuyên biết đây là do mấy yêu nghiệt này quá mức cao ngạo. Nếu không cho bọn họ ăn chút thiệt thòi, bọn họ sẽ không biết hợp tác đoàn đội là thế nào. Cho nên Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, có trợ giúp tôi hay không, tôi không ý kiến, mọi người đi với nhau đi, đi đến đâu tính đến đó. Nói xong Dương Bách Xuyên không thèm để ý đến mấy yêu nghiệt này nữa, trực tiếp chọn một hướng mà đi, mặt sau bức thư tín do Tử Tiên lão đầu để lại có vẽ một bản đồ đi đến Động Hắc Liên, thuận lợi là, anh tin tưởng trong tay 5 người chiếm khánh nhân cũng có bản đồ, mục đích của mọi người đều giống nhau. Quả nhiên sau lưng đám người chiếm khánh nhân đều đi theo sau. Trên đường đi đến Động Hắc Liên mặc dù Tử Tiên lão đầu đã đặc biệt sắp xếp, khác với bản đồ của những võ cổ giả lịch luyện khác. Nhưng có điểm chung là đều phải đi qua khu vực đầu tiên đầm lầy Hắc Thủy và khu vực thứ 2 rừng Hắc Thạch, sau đó mới tiến vào khu vực thứ 3 quan trọng nhất Động Hắc Liên. Đương nhiên cuối cùng sau khi cầm được bảo vật trong Động Hắc Liên,
còn phải cầm theo bảo vật đi đến ngọn núi biên giới đặt vào tay Tửu Tiên lão đầu, đó mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo những lời giải thích của Diệu M. Sư Thái về bí địa núi Trường Bạch, gần như khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, nói cách khác từ giờ trở đi một bước đi một mối nguy. 10 phút sau trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình đột nhiên đứng lại không hề do dự cúi xuống. Rầm. Đúng lúc này vị trí ban đầu anh đứng, vang ầm một tiếng. Cùng lúc đó toát mồ hôi trán, trong lòng Dương Bách Xuyên nổi lên sát ý, thấy được mũi tên trên mặt đất nổ ra một cái hố to đường kính 3 mét. Theo bản năng phóng thích thần thức xem xét, lại phát hiện ở đây vậy mà không thể sử dụng thần thức. Bốn phía cũng không thấy có bất kỳ kẻ nào tồn tại. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên lạnh toát, anh biết trong bí địa núi Trường Bạch, đầm lầy hắc thủy không hề đơn giản phải phòng ngừa những hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, cùng một số dị thú dị trùng nguy hiểm, quan trọng hơn cả là phải phòng bị kẻ thù đánh lén. Mũi tên bay ra từ hướng đông bắc, Hồ Tiên Nhi đi đến mở miệng nói. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại đứng dậy, đi thẳng về phía đông bắc đuổi theo, có người dám đánh lên ám toán, anh tuyệt đối không nhẫn nhịn. Khi Dương Bách Xuyên đuổi theo, trong lòng anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện e ngại gì đó. Nếu đối phương dùng cách đánh lén để đối phó với anh, điều đó đã nói lên rằng thực lực của người đó không bằng mình. Một khi đã đuổi theo, chắc chắn anh sẽ không nương tay. Nếu đối phương đã không biết xấu hổ thì anh cũng không ngại giết chóc tận tình. Lòng anh cũng biết, chỉ có mấy kẻ thù mới có thể đánh lén mình đơn giản như vậy mà thôi. Phi thân lên và sử dụng thuật ngự phong đến cực hạn, sau khoảng 3 hơi thở, Dương Bách Xuyên đã phi hành được gần 100 mét, cuối cùng cũng trông thấy một bóng dáng đang chạy như điên. Lão già Mộc Đạo Nhiên này, ông tìm đến cái chết hả? Dương Bách Xuyên mở miệng quát lớn, từ xa anh đã nhận ra đó đúng là Mộc Đạo Nhiên, lão cầm trong tay một cây cung và đang chạy như điên. Không ngờ lão bất tử này lại to gan đến thế, hơn nữa cung tên trong tay lão là một cây cung có cấp bậc linh khí thượng phẩm, thảo nào lại có uy lực lớn đến vậy. Nghe thấy tiếng mắng của Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên giơ tay bắn một mũi tên nữa về phía Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, lão tăng nhanh tốc độ dưới chân, nhảy mấy cái đã biến mất ở trong rừng cây. Đối mặt với mũi tên Mộc Đạo Nhiên bắn ra, Dương Bách Xuyên vận khí của xương dị thú bên tay phải và đấm thẳng một đấm về phía mũi tên. Bùm! Đánh tan mũi tên Mộc Đạo Nhiên bắn ra bằng một đấm, Dương Bách Xuyên phi thân xuống sau khi nhìn thấy Mộc Đạo Nhiên biến mất ở phía rừng cây. Lần này anh không định tha cho Mộc Đạo Nhiên nữa, trong lòng còn nghĩ nếu không giết lão bất tử này thì có lẽ lão sẽ còn gây thêm phiền toái cho mình. Cảnh vật xung quanh đây đều tràn ngập hơi thở hồng hoang, rừng cây rậm rạp cỏ cây. Nếu một người chui vào trong, thì dưới tình huống không vận dụng linh thức, rất khó có thể tìm kiếm được người đó. Nhưng sau khi đi vào rừng cây, Dương Bách Xuyên lại phát hiện những dấu vết cây cỏ bị đứt gãy rất rõ rệt, trông có vẻ như lão bất tử Mộc Đạo Nhiên này cố ý để lại để anh đi tìm lão vậy. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên thầm hừ lạnh, hiện tại tu vi anh đã tăng lên đến mức có thể sánh ngang với cấp bậc tiên thiên tầng 9 đại viên mãn rồi. Nếu phóng tầm mắt nhìn một lượt mấy trăm võ cổ giả hôm nay tiến vào bí địa, đúng là anh chẳng phải sợ ai cả. Cho dù là Lăng Hư Tử, người đứng đầu chỉ đứng dưới cấp bậc hư cảnh, Dương Bách Xuyên cũng có tự tin mình sẽ đứng ngang hàng với ông. Bất kể Mộc Đạo Nhiên có cố ý hay không, sau khi thực lực tăng lên và có được sự tự tin mãnh liệt, hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ có một suy nghĩ rằng, dù có là đầm rồng hang hổ anh cũng dám xông vào. Anh lập tức đuổi theo những dấu vết cỏ cây bị bẻ gãy rõ rệt đó. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng mắng của Chiêm Khánh Nhân, họ Dương, nơi này là đầm lầy nước đen đó, mẹ nó cậu đừng có tự đại, đi thẳng qua đó cẩn thận người ta gài bẫy cậu đấy. Dương Bách Xuyên không để ý đến câu mắng của Chiêm Khánh Nhân mà chui thẳng vào rừng cây rậm rạp. Anh biết rằng sau lưng mình, mấy tên yêu nghiệt không phục việc anh làm lãnh đạo. Một khi đã như vậy anh càng phải phô bày ra năng lực chiến đấu của mình hơn nữa. Dùng điều đó để khiến Chiêm Khánh Nhân sợ, nếu không một đội ngũ không đồng lòng sẽ không đến được động Hắc Liên. Xuyên thẳng qua rừng, thân hình Dương Bách Xuyên tựa như quỷ vậy. Anh cứ dựa vào những đoạn nhựa cây bị Mộc Đạo Nhiên dẫm lên mà đi. Vài phút sau, tầm mắt anh chợt sáng ngời, anh phát hiện mình đã tới một đầm cỏ rộng rãi. Đoàn người Mộc Đạo Nhiên, Đinh Trường Phong của Thần Tông và Lão Lạt Ma của Mật Tông đang đứng ở phía đối diện đầm cỏ. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện,
Mộc đạo nhiên cười âm u, thằng nhãi danh họ Dương, mi đã tới rồi. Đúng lúc phong thủy nơi này không tồi, chôn xương tại đây cũng là lựa chọn khá ổn đấy. Đứng cách mấy người Mộc đạo nhiên hơn 30 mét, Dương Bách Xuyên cười lạnh, chỉ bằng mấy lão bất tử các người mà định lật đổ tôi hay sao? Hôm nay nói thế nào tôi cũng muốn nghiền xương mấy lão khốn nạn các người thành cho. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước một bước vọt đến chỗ mấy người Mộc đạo nhiên. Nhưng khi anh mới đi được vài bước lại đột nhiên chìm xuống. Lúc này lòng anh mới thầm kinh hãi, anh đã quên nơi này được gọi là đầm lầy nước đen, nhìn như một nơi mọc đầu hoa cỏ dại nhưng thật ra phía dưới lại là đầm lầy. Càng dùng sức thì càng chìm xuống nhanh hơn. Bên tai anh vang lên tiếng cười ha ha của Mộc đạo nhiên, thằng nhãi danh, đừng tưởng rằng có thực lực mạnh một chút là có thể thiên hạ vô địch. Ở chỗ này mi chính là tay mơ, để xem hôm nay lão phu có lột da rút gân mi không. Mộc đạo nhiên cười như điên, ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mộc đạo nhiên duỗi tay lấy một cái bình sứ nhỏ ra khỏi ngực. Khi lão mở nắp ra, lập tức có một mùi hương kỳ dị phát tán trong không khí. Ngay sau đó, Mộc đạo nhiên cười như điên với sắc mặt dữ tợn, thằng nhãi danh họ Dương, chậm rãi chơi với địa long biến dị trong đầm lầy đi. Giới thiệu cho mi một chút, địa long bên trong đầm lầy nước đen cũng không phải là vật phàm đâu. Một con voi cũng không chống đỡ được mà bị địa long biến dị cắn nuốt, không chỉ hút máu mà còn cắn nuốt chân nguyên. Đợi đến khi tinh huyết của mi hao hết cũng chính là lúc lão phu lấy mạng chó của mi, ha ha ha. Trong lúc cười như điên dại, Mộc đạo nhiên ném bình nhỏ đã được mở ra ở chỗ cách Dương Bách Xuyên 3 mét. Dương Bách Xuyên thấy rõ có một dòng chất lỏng màu xanh lam tràn ra khỏi bình nhỏ, mùi hương nồng nặc. Ngay sau đó, chỉ thấy đám người Mộc đạo nhiên nhanh chóng lui về phía sau, duy trì khoảng cách rất xa với đầm cỏ, hoặc có thể nói là đầm lầy. Lúc này, năm người Chiêm Khánh Nhân và Mai Thư Dĩnh đã đến nơi. Khi trông thấy đám người Mộc đạo nhiên từ xa, họ tức khắc hiểu ra Dương Bách Xuyên đã bị người ta gài bẫy rồi. Cho dù không phục Dương Bách Xuyên, nhưng Chiêm Khánh Nhân cũng biết năm người bọn họ luôn cùng một đường với Dương Bách Xuyên, ít nhất bọn họ cũng nhất trí đi một đường với mục đích là đến động Hắc Liên. Chứng kiến Dương Bách Xuyên xa vào đầm lầy, năm người Chiêm Khánh Nhân cũng biến đổi sắc mặt. Mấy người bọn họ đều đã được người lớn trong tông nói cho nên cũng biết việc trong đầm lầy nước đen có cái gì hơn Dương Bách Xuyên một chút. Thấy Dương Bách Xuyên hãm sâu vào đầm lầy, Chiêm Khánh Nhân vọt đến cứu người. Nhưng điều không ngờ tới chính là Dương Bách Xuyên lại lớn tiếng nói, đừng tới đây, trong đầm lầy có địa long biến dị, mấy người đừng mạo hiểm, tôi có thể đối phó với nó. Nghe thấy những lời Dương Bách Xuyên nói, Chiêm Khánh Nhân hít sâu một hơi. Bây giờ anh ta mới bừng tỉnh và hiểu ra mùi hương kỳ dị tản ra trong không khí là gì. Anh ta biết có một loại chất lỏng luyện chế bằng linh dược long tiên hương để thu hút thú vật, đó là nước thuốc chỉ một thế hệ miêu cương mới có được một. Không ngờ lại có người sử dụng nó tại đầm lầy để đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhìn Mộc đạo nhiên đang cười âm u ở phía đối diện, không cần hỏi Chiêm Khánh Nhân cũng biết đó là kiệt tác của Mộc đạo nhiên. Nhưng cũng bình thường thôi, ai bảo Dương Bách Xuyên đắc tội Thanh Thành cơ chứ? Hơn nữa, không đơn thuần chỉ mình tông môn Thanh Thành mà hai vị mật tông, thần tông cũng có mặt, người ta đã có dự mưu muốn gài bẫy từ trước rồi. Dương Bách Xuyên còn ngu ngốc đuổi theo, hiện tại đã trợn tròn mắt lên chưa? Trong mấy người chỉ có mỗi mình Mai Thị Dĩnh là lộ ra vẻ lo lắng nhất, cô nói với Chiêm Khánh Nhân, Chiêm Sư Huynh, anh mau nghĩ cách đi. Nếu Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì không hoàn thành được nhiệm vụ mà lão tổ tông mấy nhà giao cho đâu. Trong thư người khác còn nói lần này Dương Bách Xuyên là chủ lực. Đừng có gấp, tôi đang nghĩ cách đây. Địa long trong đầm lầy nước đen không phải địa long tầm thường mà là địa long hình thành biến dị dựa vào việc hấp thu nước đen và khí độc hàng năm. Ngoại trừ việc có kịch độc, một khi bị nó cắn xé, độc trong đó còn độc gấp 10 lần so với độc rắn hổ mang, cho dù có là võ cổ giả tiên thiên cũng khó có thể chịu nổi. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào đây, Chiêm Khánh Nhân giải thích. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang cách 5 người bọn họ khoảng 10 mét, pháp bảo trường tiên cũng không với tới nổi. Đúng lúc này, Phàm Tiểu Hòa Thượng của Thiếu Lâm mở miệng nói, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng tới thử xem. Nói xong, chỉ thấy Phàm Tiểu Hòa Thượng nhanh tay thực hiện pháp quyết. Linh khí đảo quanh người cậu ta như những làn sóng lớn, ngay sau đó, cậu ta đột nhiên chảo tay cách không trung về phía Dương Bách Xuyên. Tức khắc, một bàn tay ánh vàng rực rỡ hứng gió mà to dần lên,
hóa thành một bàn tay khổng lồ dài khoảng 3 mét chộp tới Dương Bách Xuyên, muốn kéo Dương Bách Xuyên ra khỏi đầm lầy. Trong nháy mắt liền đến chỗ cách Dương Bách Xuyên 1 mét. Không ngờ phàm sư đệ đã tu luyện thành công tuyệt kỹ đạt ma hàng long thủ của Thiếu Lâm, thật đáng mừng. Chiêm Khánh Nhân không kìm nổi lời khen, thật ra vừa rồi anh cũng nghĩ đến chuyện kéo mạnh Dương Bách Xuyên ra khỏi đầm lầy bằng biện pháp giống vậy, phàm tiểu hòa thượng cũng đã ra tay. Tuy nhiên, đúng lúc này, có tiếng xé gió vang lên trong tai mấy người bọn họ. Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy một mũi tên nhọn bay nhanh đến, nháy mắt bắn tan đạt ma hàng long thủ đang chuẩn bị túm lấy Dương Bách Xuyên đi của phàm tiểu hòa thượng. Ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, mũi tên nhọn bắn tan đạt ma hàng long thủ mà tiểu hòa thượng dùng chân nguyên hóa thành. Mấy người họ nhìn qua thì đối diện với gương mặt âm u của Mộc Đạo Nhiên, ông ta cầm cung tên trong tay và nói, mấy đứa nhóc thế hệ sau, khuyên các nghi đừng nghĩ đến chuyện tham gia vào. Đây là ân oán giữa bọn ta và thằng nhãi Dương Bách Xuyên. Nếu ra tay thì đừng trách lão phu không màng tình cảm. Mộc Đạo Nhiên trầm giọng uy hiếp mấy người Chiêm Khánh Nhân và phàm tiểu hòa thượng. Điều này khiến phàm tiểu hòa thượng giận dữ, lão già khốn nạn, hôm nay tiểu tăng cứ muốn tham gia vào chuyện này đấy. Bị một mũi tên của Mộc Đạo Nhiên phá tan đạt ma hàng long thủ khiến phàm tiểu hòa thượng cảm thấy rất mất mặt. Mặt mấy người Chiêm Khánh Nhân và Mai Thi Dĩnh cũng trầm hẳn xuống. Bỏ qua sư môn sau lưng thì mấy người bọn họ cũng đều là hạng người cao ngạo yêu nghiệt, sao lại sợ mấy lão già Mộc Đạo Nhiên chứ? Mà lúc này Dương Bách Xuyên lại đang suy nghĩ biện pháp thoát thân. Thật ra anh hiểu rõ dù mấy người Chiêm Khánh Nhân và phàm tiểu hòa thượng có kéo mình cách không khí, hiệu quả cũng sẽ không cao. Bởi vì anh nhận ra vũng bùn của đầm lầy có lực hút rất lớn. Sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể không còn chìm xuống nữa, điều đó khiến anh vui vẻ, cho anh 2 phút là có thể đi ra rồi. Nhưng vào chính lúc này, sắc mặt Dương Bách Xuyên bỗng nhiên biến đổi, anh cảm thấy cẳng chân đau xót, bèn hiểu ra là địa long ẩn mình trong đầm lầy đã hành động rồi. Vừa nhìn bốn phía, da đầu anh đã run lên, thảm cỏ trên toàn bộ đầm lầy đều lay động, điều này chứng minh có vô số địa long xuất hiện. Cơn đau trên đùi đối với Dương Bách Xuyên không thành vấn đề, nhưng anh không thể đối phó với số lượng nhiều, trong khoảnh khắc, anh cảm thấy vô số con địa long dính vào chân anh như thể chúng đang hút máu. Dương Bách Xuyên nhanh chóng kích hoạt càn khôn tạo hóa quyết và chân hỏa, ngay lập tức phân tán và đốt cháy địa long trên chân anh ta. Cũng may thân pháp cường đại và sức mạnh chân hỏa phát huy tác dụng, mặc dù có vô số địa long, nhưng đều bị chân hỏa ngăn cách bên ngoài. Nhưng nói địa long biến dị có thể hấp thụ chân khí cũng không sai, cộng thêm không dễ chết, chân hỏa thiêu đốt cũng không chết được chúng, điều này không nói lên được sức mạnh của địa long, mà là do số lượng của chúng quá lớn. Một điều khác khiến Dương Bách Xuyên chán nản là sau khi bị địa long biến dị cắn, anh phát hiện mình bị trúng độc. Nọc độc nhanh chóng theo máu lan đi, mặc dù không chí mạng, có thể vận chuyển càn khôn tại hóa quyết cũng có thể luyện hóa. Nhưng là luyện hóa nọc độc ở trong máu lại không nhanh như tưởng tượng. Kết quả là, Dương Bách Xuyên cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể mình đang bị vô số địa long công kích và xâm phạm, dần dần tiêu hao, Dương Bách Xuyên biết mình phải tìm cách thoát ra khỏi đầm lầy, nếu không sẽ bị những con địa long này nuốt chửng và hút hết chân khí sau một thời gian dài, cũng sẽ bị những người như Mộc Đạo Nhiên nhân lúc bất ngờ hãm hại. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang nghĩ như vậy, lỗ tai của anh đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, nhưng anh phát hiện ra trùng tử đã chui ra khỏi tai và nhảy vào đầm lầy. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, mỗi lần trùng tử chui ra đều tự mình ra lệnh, đây là lần đầu tiên tự chạy ra khỏi tai. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy rõ ràng trùng tử đang tiến vào đầm lầy, sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện ra một màn khiến anh kinh ngạc. Anh không bao giờ nghĩ rằng trùng tử sẽ có sở thích như vậy. Đồng thời, những lời đe dọa của Mộc Đạo Nhiên đã tiểu hòa thượng Liễu Phàm và Chiêm Khánh Nhân tức giận. Đặc biệt là tiểu hòa thượng Liễu Phàm, người đã bị Mộc Đạo Nhiên đánh gãy xương, anh cảm thấy sẽ mất mặt trước Chiêm Khánh Nhân và những người khác, vì vậy anh lập tức nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên và nguyền rủa Mộc Đạo Nhiên. Và câu trả lời của Mộc Đạo Nhiên là, có chuyện gì với các cậu vậy? Chẳng lẽ các cậu cũng là Dương Bách Xuyên sao? Ngụ ý là năm kẻ bất lương, tiểu hòa thượng Liễu Phàm và Chiêm Khánh Nhân, không tốt bằng Dương Bách Xuyên. Những lời này chỉ đơn giản là sát muối vào vết thương của năm kẻ bất lương.
Ban đầu, Dương Bách Xuyên đã đánh cắp ngọn gió trước khi bước vào nơi bí mật, và được Thanh Hư Tử, Diệu M. Sư Thái và Lão Hòa Thượng Vô Ưu đánh giá là nhân vật số một dưới cõi hư không, người có thể thay thế Thanh Hư Tử, thậm chí còn nói những lời của Dương Phong Ma Vô Song. Điều đó thực sự khiến những kẻ bất lương trẻ tuổi như Chiêm Khánh Nhân cảm thấy khó chịu, theo quá khứ, tất cả ngọn gió của Dương Bách Xuyên nên được quy cho họ. Nhưng tất cả những lời nói này đều từ miệng của những lão quái vật như Lăng Hư Tử, Diệu M. Sư Thái và Lão Hòa Thượng Vô Ưu, vì vậy Chiêm Khánh Nhân không dám bác bỏ điều đó. Đúng là khả năng của Dương Bách Xuyên khi liên tiếp giết chết Miêu Mậu Thiên và Hàn Cửu Lâm, hai cường giả đại viên cấp 9, đã khiến Chiêm Khánh Nhân, những kẻ bất lương này, ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng, vì vậy anh kìm lại và không nói gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ, những người được công nhận là quái vật giỏi nhất trong thế hệ trẻ, không có sức mạnh, họ có thể được gọi là quái vật trong thế hệ trẻ, danh tiếng và địa vị của họ cũng ngang tầm với các danh hiệu thế hệ đi trước. Những người Chiêm Khánh Nhân cũng nheo mắt lại và nhìn vào Mộc Đạo Nhiên và nói, Mộc Đạo Nhiên, ông có nghĩ rằng Dương Bách Xuyên là người duy nhất trong thế hệ trẻ trong thế giới võ cổ có thể giết chết đại viên mãn tầng 9 không? Ta từ Chiêm Khánh Nhân, hôm nay nói ra ở đây, Dương Bách Xuyên đi cùng 5 người chúng ta và chúng ta cùng chung một nhiệm vụ, vì vậy các lão già các ông tốt hơn là nên không hiểu cậu ta, nếu không, xích thanh ba thước trong tay tôi cũng có thể giết các ông và đại viên mãn tầng 9. Hừ, Mộc Đạo Nhiên nhìn lão già kia hừ một tiếng, lão quả thực rất ghen tị với Dương Bách Xuyên, đồng thời cũng có thù hận, vì vậy sau khi tiến vào bí địa, lão và lão Lạt Ma của Mật Tông cùng thần Tông Ninh Trường Phong thương lượng. Nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ Dương Bách Xuyên. Không ngờ cơ hội lại đến rất nhanh, vốn dĩ ba người bọn họ cũng có nhiệm vụ, đi một con đường khác trong thung lũng để gặp tổ tiên của từng nhà, tin tức tôi nhận được là họ sẽ đến động Liên Hoa Đen ở Đệ Tam Khu để tìm kho báu. Sau khi lấy được bản đồ và phần thưởng từ tổ tiên, bọn họ một đường đến đây, nhưng lại gặp phải người của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân. Vì vậy, Mộc Đạo Nhiên không ngần ngại thu hút Dương Bách Xuyên đến đây, để giết Dương Bách Xuyên. Mộc Đạo Nhiên có một bản đồ chi tiết về thung lũng trong tay, vì vậy lão đương nhiên biết rằng có những con rồng đất biến dị trong đầm lầy ở đây, đây là một nơi tốt để giết Dương Bách Xuyên. Có lẽ mục đích của Dương Bách Xuyên vẫn giống như mục đích của họ. Trong trường hợp này, Dương Bách Xuyên sẽ bị giết nhiều hơn, có một cơ hội tốt để giết Dương Bách Xuyên, đó là trước khi tôi nhìn thấy tổ tiên của họ, tôi đã yêu cầu tổ tiên ra tay, dễ dàng bịa ra một lý do, đáng tiếc Thanh Thành, Mật Tông, Miêu Thôn, Ngân Nguyệt Môn, Thần Tông năm tộc trưởng còn có việc quan trọng hơn phải làm, sau khi giải thích muốn đi Tam Khu Động Hắc Liên lấy bảo vật, lập tức rời đi. Nếu không mấy gia tộc lão tổ đều là cường giả hư không cảnh, giết một tên Dương Bách Xuyên cũng rất dễ dàng. Thật bất ngờ, 5 người bao gồm Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm sẽ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên, ngoại trừ Hồ Tiên Nhi không xuất thân từ một môn phái nào, 4 người còn lại đều là hậu duệ của những môn phái mạnh nhất trong 8 đại môn phái của Trung Quốc. Cho dù quyền lực của Hồ Tiên Nhi ở Đông Bắc Hồ Gia không thua gì cổ phái, nhưng nếu có thể, Mộc Đạo Nhiên thật sự không muốn xung đột với những thế hệ trẻ này. Nhưng hiển nhiên, tình thế hiện tại là không thể nào. Xem ra 5 người Chiêm Khánh Nhân nhất định sẽ cứu được Dương Bách Xuyên, nghĩ đến đây, Mộc Đạo Nhiên dứt khoát nói với Thượng Nhân Ba Đa của Phật giáo Mật Tông và Đinh Trường Phong của Thần Tông, hai người đi ngăn cản 5 người của Chiêm Khánh Nhân, còn tôi sẽ giết Dương Bách Xuyên. Trong suy nghĩ của Mộc Đạo Nhiên, mối đe dọa của Chiêm Khánh Nhân lớn hơn bất kỳ ai khác, vì vậy chỉ có giết Dương Bách Xuyên trước, Mộc Nhiên mới có thể yên tâm. Nghe những gì Mộc Đạo Nhiên nói, Thượng Nhân Ba Đa và Đinh Trường Phong nhìn nhau, và ngay lập tức đi vòng quanh rìa đầm lầy để đối phó với người Chiêm Khánh Nhân. Dù sao 5 người Chiêm Khánh Nhân cũng không giải cứu được Dương Bách Xuyên. Ở phía đối diện, nhóm Hồ Tiên Nhi từ Chiêm Khánh Nhân, nhóm Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, nhóm Mai Thi Dĩnh và Trần Trầm Hương của núi Thiên Cương, vẫn ở trong tình trạng của riêng họ. Dương Bách Xuyên có thể thấy rằng họ có thể phải chịu đựng những lão già này. Nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian lo lắng cho bọn họ, bởi vì trùng tử kia sẽ sớm giúp hắn thoát ra. Điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới là sau khi trùng tử chui ra khỏi tai, nó chui vào đầm lầy, sau đó đối mặt với vô số địa long biến dị, trùng tử đã ăn hết chúng. Bằng một cái miệng, vô số địa long chui vào trong miệng trùng tử, miệng của nó giống như một cái lỗ đen nuốt chửng mọi thứ,
Dương Bách Xuyên tự hỏi liệu trong bụng trùng tử liệu có tồn tại một không gian nào khác không? Dương Bách Xuyên cảm thấy loại suy nghĩ này rất có thể, nếu không, một con trùng nhỏ bằng móng tay nhỏ bé có thể nuốt mỗi địa long biến dị dài nửa thước vào bụng. Và thường giữa nuốt và hút, thì vô số địa long lại chui vào bụng trùng tử. Nếu nói rằng trong bụng sùng tử không có càng khôn, giết Dương Bách Xuyên anh cũng sẽ không tin. Dù sao, dựa theo những gì sư phụ Vân Thiên Tà nói, linh trùng mặt người là một loài đặc hữu trong tự nhiên, loại linh trùng này có thiên phú dị thường cũng là chuyện bình thường. Không đến 10 hơi thở, trùng tử này đã nuốt 7-80 con địa long biến dị xung quanh nó, trong 3 hơi thở, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình có thể ra khỏi đầm lầy. Tôi thực sự không ngờ rằng trùng tử còn có thói quen ăn địa long. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng xé rách thanh âm, Dương Bách Xuyên híp mắt, giơ tay, một quyền giống như chính mình mũi tên nhọn, giống như là một quyền đánh nát. Mặc dù anh không thể cử động chân trong đầm lầy, nhưng tay anh có thể. Lão già Mộc Đạo Nhiên muốn ông đến đây à? Dương Bách Xuyên biết rằng chính Mộc Đạo Nhiên đã bắn mũi tên đó. Lúc này, 5 người của Chiêm Khánh Nhân đã cùng Mật Tông Lão Lam đại chiến và những người khác, bọn họ không có thời gian đi chăm sóc cho Dương Bách Xuyên, bởi vì bên kia có quá nhiều người. Mà Mộc Đạo Nhiên cười nham hiểm nói, càn khôn tạo hóa quyết đều bị biến dị long nuốt chửng đúng không? Ha ha, không bằng tôi tới đây đưa cậu đến Tây Thiên. Trong lòng Mộc Đạo Nhiên, một nửa thân thể của Dương Bách Xuyên đang ở trong đầm lầy, hắn còn rác long diên hương vào trong đầm lầy để khiến những con rồng đất trong đầm lầy náo loạn, sau đó hắn dùng một lòng bàn tay đánh gãy một nửa cọc gỗ xung quanh mình, trượt đi về phía Dương Bách Xuyên với một tiếng huýt, sau đó anh bay lên và đứng trên khúc gỗ mục nát, sẵn sàng đi qua và giết Dương Bách Xuyên càng sớm càng tốt. Mà Dương Bách Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên đoán được Mộc Đạo Nhiên lão tiên sinh là có ý gì, liền cố ý thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ tái nhợt, chờ Mộc Đạo Nhiên tới gần hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên cảm thấy yên tâm hơn, ông già biết rằng cây cung ma khí trong tay mình không thể làm tổn thương Dương Bách Xuyên, vì vậy ông đã lấy ra pháp khí tốt nhất của mình và lấy một cây bùa chú từ trong lòng bàn tay. Đây là kiếm của Thanh Thành, thanh kiếm bùa hộ mệnh được tổ tiên ban tặng cho anh ta, cười lạnh nói, xuống địa ngục đi, tên tiểu tặc. Dương Bách Xuyên trong lòng sát khí vô biên, nhìn thấy Mộc Đạo Nhiên công kích, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, lão già ông nên xuống địa ngục đi. Ngay sau khi Mộc Đạo Nhiên xông đến chỗ 3 mét, Dương Bách Xuyên đã thấy lão bất tử xúc tiến kiếm khí phù trong tay, sau đó nháy mắt đã dung hợp với cặp ngô câu của ông ta, khiến sức mạnh thần binh cực phẩm ban đầu gần như tăng gấp đôi. Kiếm ý ngút trời tỏa ra từ bên trong. Dương Bách Xuyên biết lại là một kiếm khí phù cấp hư cảnh luyện chế. Hơn nữa kiếm khí phù trong tay Mộc Đạo Nhiên còn mạnh mẽ hơn cái Hàn Cửu Lâm dùng lúc trước. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc, đương nhiên điều anh kinh ngạc không phải bản thân kiếm khí phù, mà là phía sau kiếm khí phù. Từ điểm này có thể nhìn ra, sau lưng Mộc Đạo Nhiên cũng có cường giả hư cảnh. Nếu sau lưng Mộc Đạo Nhiên đã có cường giả hư cảnh, vậy có phải lão Lạt Ma Mật Tông Tự và Đinh Trường Phong của Thần Tông cũng có không? Nghĩ đến võ cổ giả hư cảnh đột nhiên xuất hiện như vậy, sao Dương Bách Xuyên có thể không kinh ngạc được? Vấn đề bây giờ là nếu thật sự có sự tồn tại của cường giả hư cảnh, vậy thì bọn họ sẽ ở bí địa núi Trường Bạch không? Suy đoán này là rất có khả năng, có khi cường giả hư cảnh sau lưng Mộc Đạo Nhiên chính là đang trốn ở trong chỗ tối này. Nhưng không thấy cường giả thì cuối cùng vẫn không thể xác nhận. Hiện giờ điều anh cần lo lắng là con mãng xà băng hỏa xông ra từ trong ánh sáng của cặp ngô câu múa may trong hai tay. Đây là thần thông thuộc tính binh khí của thần binh cực phẩm của Mộc Đạo Nhiên, từ lúc ở trụ sở đã được lĩnh giáo một lần. So với lần trước, uy lực mãng xà băng hỏa lần này của Mộc Đạo Nhiên đã được tăng mạnh nhờ có sức mạnh kiếm khí phù gia tăng, khiến Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được sự băng giá và nóng nực. Không nghi ngờ gì lúc này Mộc Đạo Nhiên đã bỏ hết vốn liếng muốn mạng nhỏ của anh. Hơn nữa trong lòng Mộc Đạo Nhiên, Dương Bách Xuyên lún sâu vào đầm lầy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mãng xà băng hỏa lão thêm kiếm khí phù của cường giả hư cảnh đủ để phá hủy Dương Bách Xuyên. Đối với Mộc Đạo Nhiên, lúc này lão vô cùng có lòng tin sẽ giết chết được Dương Bách Xuyên. Thấy Dương Bách Xuyên sắp bị thần thông thuộc tính thần binh lợi khí ngô câu của mình chém giết. Trên khuôn mặt già của Mộc Đạo Nhiên nở nụ cười giống như hoa cúc nở rộ vào mùa thu. Mà đúng lúc này,
Mộc Đạo Nhiên đột nhiên phát hiện, khóe miệng Dương Bách Xuyên nửa người đã chìm vào đầm lầy đang nở nụ cười giống như lão, cười giống như thợ sắp dồn con mồi vào góc chết không thể chạy thoát và cười giống một người bình thường cố tình giả ngốc lừa người ta vậy. Trong nháy mắt, Mộc Đạo Nhiên đột nhiên cảm thấy có phải bản thân vui mừng quá nên nảy sinh ảo giác không? Lúc này Dương Tiểu Tặc chính là cá nằm trên thớt, không gây được bất cứ sóng gió gì, anh còn có thể cười được sao? Chắc chắn là ảo giác của lão nhỉ. Nhưng lúc nhìn lại, nụ cười ở khóe miệng Dương Bách Xuyên càng ngày càng đậm hơn. Tiếp đó con ngươi Mộc Đạo Nhiên chợt co chặt lại, lão biết vừa rồi lão không phải ảo giác. Mộc lão tặc, nên kết thúc rồi. Đây là tiếng quát của Dương Bách Xuyên đối với lão. Dương Bách Xuyên nửa người đã lún sâu vào đầm lầy, ánh sáng bạc trong tay lấp lóe, xuất hiện trường kiếm cổ quái kia của anh. Anh thình lình phi ra khỏi đầm lầy, bay lên đến độ cao hơn 10 mét trong không trung, tới trên đỉnh đầu của lão và mãng xà thần thông thuộc tính, tay trái cầm trường kiếm, tay phải lóe lên ánh sáng trắng nóng rực. Trong mắt Mộc Đạo Nhiên thấy tay phải của Dương Bách Xuyên trở nên trong suốt, có thể thấy xương cốt mơ hồ trong bàn tay của anh, xương cốt trong suốt như thủy tinh. Tỏa ra khí tức khiến Mộc Đạo Nhiên tuyệt vọng. Sau đó nghe thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi nói, trích tinh thủ. Vừa dứt lời, ánh sáng trắng ở tay phải của Dương Bách Xuyên chói mắt như một mặt trời nhỏ trong mắt Mộc Đạo Nhiên, bỗng chốc rơi xuống phía lão, nói chính xác là bao trùm lấy. Trong mắt Mộc Đạo Nhiên, cái tay như xương khô này của Dương Bách Xuyên khi thì che khuất bầu trời, khi thì lại là kích thước bình thường, lấp lóe thật giả rơi xuống phía lão. Cùng lúc này, trường kiếm trong tay trái của Dương Bách Xuyên cũng chém xuống một kiếm. Nháy mắt chém ngang lên người hai mãng xà thuộc tính. Khe khe. Trong tiếng kêu rít của chúng, hai mãng xà thuộc tính thần binh bị một kiếm như tia chớp của Dương Bách Xuyên quét ngang qua, rồi lập tức ảm đạm đi không ít. Nhưng cũng may là có kiếm khí phù của cường giả hư cảnh gia tăng, cho nên chúng cũng không tiêu tan. Có điều... Ngay sau đó khi bàn tay như xương khô của Dương Bách Xuyên chạm lên người mãng xà băng hỏa, thì chỉ nghe thấy hai tiếng bùm bùm, rồi nháy mắt đã biến thành hư vô. Còn chưa hết, Mộc Đạo Nhiên trơ mắt nhìn cái tay xương khô của Dương Bách Xuyên biến hóa lúc to lúc nhỏ, giống như xương tay ở ngoài bầu trời rơi xuống đầu lão ta. Không. Nháy mắt, Mộc Đạo Nhiên đã cảm nhận được một uy áp không thể chống lại khóa chặt trên người lão, lão biết bản thân xong đời rồi. Kêu lên một chữ không tràn đầy không cam lòng. Mộc Đạo Nhiên thật sự nghĩ không ra, tại sao lại như vậy? Lẽ nào Dương Bách Xuyên chính là khắc tinh của lão sao? Mỗi lần đối đầu với Dương Bách Xuyên, lão đều chịu thiệt, lần này thậm chí là mất cả mạng. Cả bụng Mộc Đạo Nhiên đầy nghi vấn, muốn biết tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Dương Bách Xuyên đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Bàn tay xương khô của Dương Bách Xuyên là thần thông gì? Rõ ràng Dương Bách Xuyên đã bị vây công trong đầm lầy vô số địa long biến dị, lún sâu trong vũng bùn của đầm lầy nhưng tại sao lúc sắp bị lão giết chết, anh đã thoát thân ra khỏi đầm lầy, thậm chí là tuyệt địa phản kích, cuối cùng người chết lại là Mộc Đạo Nhiên lão. Cả bụng nghi vấn, sau khi lồng ngực đau nhức, kinh mạch khắp người đã nổ tung từng tấc, trước mắt chợt tối sầm, Mộc Đạo Nhiên mất đi ý thức, chết mà mang theo cả bụng nghi vấn. Vào thời khắc cuối cùng, thực ra Mộc Đạo Nhiên đã nhìn thấy rõ, bàn tay xương khô của Dương Bách Xuyên đâm xuyên trái tim của lão, chân khí mạnh mẽ nháy mắt đánh nát tất cả kinh mạch cả người lão, tiêu hủy đan điền của lão. Dương Bách Xuyên giống như quỷ mị mang theo nụ cười ác ma xuất hiện trước người lão, cho lão một chưởng kết liễu cuối cùng. Bịch! Thất khiếu của Mộc Đạo Nhiên chảy máu, ngã xuống, hai mắt không nhắm lại, dáng vẻ chết không nhắm mắt và không cam lòng vô tận. Nhìn Mộc Đạo Nhiên ngã xuống đất hoặc nói là ngã vào trong đầm lầy, nháy mắt đã chìm xuống biến mất không thấy đâu, đã định trước là cả thi thể cũng sẽ bị địa long biến dị cắn nuốt, Dương Bách Xuyên phun ra phí bẩn. Lại một kẻ địch mạnh chết trong tay anh, bớt một phần nguy hiểm. Lần này có thể nhanh chóng như vậy đúng là phải ghi công lao cho trùng tử. Nếu không có trùng tử đều ăn hết địa long vây quanh người anh, để cơ thể lún sâu trong đầm lầy của anh thoát ra lúc Mộc Đạo Nhiên tấn công. Thì đúng là có thể sẽ chịu thiệt lớn trong tay Mộc Đạo Nhiên. Ý niệm xoay chuyển, Dương Bách Xuyên đã triệu hồi trùng tử còn đang điên cuồng cắn nuốt địa long ở đầm lầy bên dưới về lỗ tai, anh nhìn tay phải đã khôi phục như bình thường của mình, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần này có thể giết chết Mộc Đạo Nhiên trong một đòn, ngoài tu vi anh tăng mạnh ra,
quan trọng hơn là trích tinh thủ mang lại cho anh thực lực công kích mạnh mẽ. Từ sau khi dung hợp xương tay của Thông Bích Viên Hầu, có được ba thần thông mạnh mẽ thi triển trích tinh, Lao Nguyệt và Thâu Thiên, đây là lần đầu anh thi triển, uy lực mạnh mẽ tới mức ngay cả bản thân anh cũng bị làm giật nảy mình. Có thủ đoạn như vậy, anh còn sợ chuyến đi động Hắc Liên gì nữa? Tự tin mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, tràn ngập toàn thân. Lúc này, Dương Bách Xuyên quay đầu híp mắt nhìn về phía trong sân. Lúc này bên rìa đầm lầy, lão Lạt Ma Mật Tông tự dẫn theo tiểu pháp vương chém giết tiểu hòa thượng Liễu Phàm của Thiếu Lâm. Trông tiểu hòa thượng Liễu Phàm không hề rơi vào thế yếu, hơn nữa còn tay nghề điêu luyện, rõ ràng là tiểu hòa thượng Liễu Phàm chưa ra hết toàn lực. Hai bên đều là Phật môn, nhưng giáo lý lại rất khác nhau, tất nhiên cũng là như nước với lửa, hai bên đều cho rằng nhà mình là Phật môn chính tông, đều muốn sát nhập đối phương, nhưng trước giờ đều không có bất cứ nhà nào được như mong muốn. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm không dùng toàn lực, sư đồ lão Lạt Ma cũng như vậy. Ở bên khác, Chiêm Khánh Nhân đang chém giết với đệ tử thần tông do Đinh Trường Phong của thần tông dẫn theo, Mai Thi Dĩnh và Trần Trầm Hương của Thiên Cương Sơn đối phó nhiều nhất, gần như tất cả đệ tử ba tông đều đang đánh hai người bọn họ. Có điều, Dương Bách Xuyên thấy rõ những người này đều không thi triển đòn sát thủ. Trông mỗi người đều rất mạnh mẽ. Nói cho cùng vẫn là năm người Chiêm Khánh Nhân mạnh, dù sao bọn họ cũng chỉ có 5 người, còn số người của Thanh Thành, Thần Thông và Mật Tông cộng lại thì không ít, lấy ít địch nhiều, hơn nữa còn đều không rơi vào thế yếu, thật sự không uổng danh yêu nghiệt. Theo đánh giá của Dương Bách Xuyên, trên người 5 người Chiêm Khánh Nhân chắc đều có đòn sát thủ độc đáo, chỉ là bây giờ chưa dùng ra thôi. Nhìn tình hình trong sân, Dương Bách Xuyên bất chấp tất cả, mục tiêu của anh chỉ có 2 người, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong. Chỉ có giết chết hai lão bất tử này anh mới có thể yên tâm. Anh sử dụng thuật ngự phong, lập tức bay về phía ven đầm lầy. Đúng lúc này cũng không biết là ai kêu lên, chạy mau, trưởng lão Mộc bị Dương Điên giết rồi, chúng ta không dễ dàng đánh lại. Tiếng kêu này vừa ra, tất cả người của ba tông đều chuồn rồi. Trong đó bao gồm cả sư đồ lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong, hai lão già này thực ra vẫn luôn quan sát trận đấu của Mộc Đạo Nhiên và Dương Bách Xuyên. Đã phát hiện Dương Bách Xuyên chém chết Mục Đạo Nhiên từ lâu rồi. Ngay lập tức đã có ý muốn rút lui, lúc thấy Dương Bách Xuyên bay tới, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong sợ hết hồn hết vía, không hề do dự bỏ chạy biến mất trong rừng cây. Bọn họ thật sự không có dũng khí chiến đấu với Dương Bách Xuyên. Vẫn là 36 kế chuồn là thượng sách cho lành, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lão Tổ nhà mình giao, rồi mời Lão Tổ hư cảnh tới giết Dương Bách Xuyên. Phút chốc. Người của Thanh Thành, Mật Tông và Thần Tông đã chạy không còn một ai. Ngược lại khiến Dương Bách Xuyên không biết đuổi theo ai, hơn nữa một câu của Chiêm Khánh Nhân suýt nữa khiến anh ở trên không trung rơi xuống. Đắc ý cái gì chứ, cậu chính là một ôn thần, vừa qua đây đã làm cho đám cháu này chạy hết rồi. Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên, không vui nói. Dương Bách Xuyên bị Chiêm Khánh Nhân chọc tức, cười nói tôi qua đây giúp còn không đúng hả? Thằng nhóc cậu không qua đây cũng không dọa bọn họ, tiểu ra vài phút là khiến bọn họ nằm bò dưới đất. Trong lòng Chiêm Khánh Nhân buồn bực thực ra là thực lực của Dương Bách Xuyên đã tăng lên, sau khi giết chết Mộc Đạo Nhiên còn dọa tất cả mọi người đi rồi. Điểm này theo Chiêm Khánh Nhân thấy chính là làm dáng, vốn dĩ những nổi trội này nên là hào quang của yêu nghiệt đứng đầu như anh ta có thể có, bây giờ đều bị Dương Bách Xuyên cướp mất rồi, trong lòng rất không phục. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Không phục anh có thể đuổi theo mà. Đuổi cái lông, đây là đầm lầy hắc thủy, nguy hiểm khắp nơi, cậu đuổi theo đi. Chiêm Khánh Nhân không vui nói. Trong lúc hai người tranh cãi, tiểu hòa thượng Liễu Phàm, Mai Thi Dĩnh, Hồ Tiên Nhi và Trần Trầm Hương đã bước tới. Lần này năm người bọn họ đối đầu với một đám võ cổ giả do hai đại cao thủ Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong dẫn đầu, thực ra cũng không làm người ta bị tổn thương, chỉ giết mấy tiên thiên bình thường. Nói tóm lại chiến đấu bình thường. So với Dương Bách Xuyên chém chết boss lớn Mộc Đạo Nhiên, thì thủ đoạn của 5 người bọn họ dường như không đủ nhìn. Từng người đều nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt kỳ quái, ít nhiều trong lòng vẫn không cân bằng. Mọi người đều là thế hệ thanh niên, nhưng danh tiếng nổi trội của Dương Bách Xuyên lại lớn hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Nhưng nói về thực lực thì không có một ai phục. Bây giờ người đều chạy rồi, còn có thể thế nào?
đuổi theo sao? Dương Bách Xuyên suy nghĩ, mới chỉ cãi vã với Chiêm Khánh Nhân một lát, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong đã không thấy bóng dáng từ lâu rồi, võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn thật lòng muốn chạy đúng là không dễ đuổi theo. Dứt khoát bỏ đi, tiếp tục xuất phát đi về phía khu số 3 đi, hoàn thành xong chuyện tử tiên lão đầu giao trước rồi nói sau. Chỉ là mấy người Dương Bách Xuyên không biết đám người Mộc Đạo Nhiên có cùng mục đích với bọn họ. Sau khi tiếp tục lên đường, sau người vừa đi vừa tranh cãi, trong thời gian ngắn vẫn là trạng thái cắt vụn, dù sao ai cũng không phục sự lãnh đạo của ai. Có điều Dương Bách Xuyên phát hiện một chỗ tốt khi ở chung với mấy người Chiêm Khánh Nhân. Đó chính là tổng kết sau trận chiến. Đây mới là khác biệt giữa Đại Tông Đại Môn với đệ tử bình thường. Cho dù tranh đấu thế nào, sau trận chiến bọn họ vẫn sẽ phân tích tổng kết rất tự nhiên. Chiêm Khánh Nhân hừ âm mũi, vừa đi vừa nói, theo lý tên Mục Đạo Nhiên này không nên xuất hiện ở nơi này, lúc trước bọn họ hẳn là đi đường lúc trước mọi người đều đi. Con đường này là con đường bí mật lão tổ mấy nhà chúng ta cho, không ai biết được, bây giờ xem ra sự việc không đơn giản. Mọi người nói xem tên Mục Đạo Nhiên này liệu có phải cùng một đường, hoặc nói là cùng một mục đích với chúng ta không? Nghe Chiêm Khánh Nhân nói như vậy, sắc mặt mấy người Dương Bách Xuyên chợt thay đổi, nghe cũng không phải không có khả năng. Theo sự không rõ ràng ban đầu của Tử Tiên lão đầu và cuộc trò chuyện với ông ta, thì có người muốn cố tình phá hoại lối đi Sơn Hải Giới, mà người canh giữ lối đi Sơn Hải Giới chính là lão tổ mấy đại tông. Liệu có phải là nội bộ Tử Tiên lão đầu bọn họ xảy ra vấn đề không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có khả năng. Trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã ghi nhớ lại, thầm nhủ, xem ra trên đường này sẽ không bình yên rồi. Lúc này nghe Chiêm Khánh Nhân nói tiếp, bên cạnh Đinh Trường Phong của thần tông có thanh niên, trên người có một loại khí tức tà môn, lúc tôi và hắn ta giao đấu luôn cảm thấy trên người tên kia có loại tà khí nói không nên lời. Nếu mọi người lại gặp phải thì đều cẩn thận chút. Thực lực của tiểu Pháp Vương Mật Tông cũng không kém, tiểu Tăng chưa chắc có thể thắng chắc. Tiểu Pháp Vương và chúng ta cùng thuộc bảng yêu nghiệt tiên thiên, không thể xem nhẹ, tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm của Thiếu Lâm cũng tổng kết đối thủ của mình. Hồ Tiên Nhi nói, mặc dù yêu nghiệt của Thanh Thành chết rồi, nhưng trong số đệ tử Thanh Thành hôm nay, có một người phụ nữ có vết bớt trên mặt, tôi có thể cảm nhận được thực lực của cô ta không yếu hơn tôi. Mai Thi Dĩnh cũng nói, bên thần tông có một tên mập, tôi và Trần Sư Đệ liên thủ cũng không bắt được cậu ta. Năm người tổng kết như vậy đã tổng kết ra trong đối thủ có 4 cao thủ thanh niên, thực lực sẽ không kém hơn những yêu nghiệt như bọn họ. Cả đường nói chuyện của mình, đi theo bản đồ trong tay, 6 người bọn họ đã xuyên qua khu số 1 đầm lầy Hắc Thủy, cũng không gặp phải chướng ngại gì. Mọi người đều biết đây là một con đường khá an toàn, cũng là lão tổ của mấy nhà hoặc nói là tử tiên lão tổ đặc biệt sắp xếp. Mà con đường bọn họ trực tiếp đi đến khu số 3 động Hắc Liên để lấy bảo vật chắc là con đường an toàn nhất trong cả bí địa. Tất nhiên chuyện gì cũng không có tuyệt đối, chỉ là tốt hơn so với tuyến đường khác thôi. Xuyên qua khu số 1, mọi người mất 3 tiếng đồng hồ để đi ra khỏi rừng cây đầm lầy, trong tầm mắt chợt tối đi, lại phát hiện phía trước xuất hiện rừng đá đen xì mênh mông vô tận. Nơi này chính là khu số 2 rừng Hắc Thạch, theo cách nói của Diệu M. Sư Thái. Rừng Hắc Thạch là đại trận tàn phá, liên kết từng vòng. Ở đây phải xem vận may tốt có thể có được công pháp chiến kỹ gì đó từ bia đá trong rừng đá, vận may không tốt chạm vào sát trận nào đó thì sẽ có nguy cơ bị giết. Đưa mắt nhìn toàn là tảng đá đen như mực, tạo hình to nhỏ không giống nhau, đủ loại tư thế, có cái cao khoảng mấy trăm trượng, có cái chỉ cao 1-2 mét, có cái giống như thẳng như cây gỗ, có cái giống người giống thú. Tóm lại lúc đến ven rừng Hắc Thạch đã có cảm giác u ám phả vào mặt. Có lẽ là ảo giác tâm lý, Dương Bách Xuyên phát hiện bầu trời cũng chợt tối đi, khiến trong lòng người ta cảm thấy vô cùng áp lực, có một cảm giác lúc nào cũng sẽ nóng nảy. Đi nào, một đống đá nát có gì đáng nhìn đâu. Cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, nói ra thì cả khu số 2 rừng Hắc Thạch chỉ có một đại trận, thực ra đã bị tàn phá mất tác dụng lâu rồi. Cậu xem khắp nơi đều có đá gãy bị tàn phá, có trận pháp cũng đã mất hiệu ứng. Hơn nữa tuyến đường chúng ta đi là do Lôi Đình Sư Bá đặc biệt chỉ ra, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chiêm Khánh Nhân nói. Dương Bách Xuyên không để ý Chiêm Khánh Nhân, anh là tu chân giả chân chính không giống năm người Chiêm Khánh Nhân,
kiến thức về đạo trận pháp sâu hơn bọn họ, cũng từng nghiên cứu đạo trận pháp. Anh nhìn ra được đây là một đại trận cổ xưa vô cùng to lớn, không hề tầm thường, cũng vô cùng phức tạp. Bình thường đại trận này càng bị phá hoại thì càng khó phá giải, là trận pháp liên kết từng vòng. Dương Bách Xuyên tự xem một lát, càng nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng, trong mấy phút anh đã nhìn ra dấu vết của bốn loại trận pháp mê trận, huyễn trận, sát trận, không gian. Mặc dù trong những trận pháp này như đều đã mất tác dụng, nhưng đạo trận pháp là thần bí khó gọt rũa nhất, ai cũng không dám đảm bảo sau khi xông vào cả đại trận đều sẽ tê liệt. Đi sai một bước chính là cục diện muôn kiếp không trở lại được. Mặc dù có tuyến đường Tửu Tiên Lão Đầu cung cấp, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không biết Tửu Tiên Lão Đầu hiểu bao nhiêu về đại trận, con đường này rốt cuộc có an toàn hay không. Có đi không, thấy Dương Bách Xuyên ở ven rừng Hắc Thạch vừa đi vừa dừng mà quan sát nhưng lại không bước vào, Chiêm Khánh Nhân mất kiên nhẫn giục anh. Dương Bách Xuyên nhìn năm người Chiêm Khánh Nhân, đè giọng nói trận pháp ở đây thay đổi khôn lường. Có vài tử trận trông như đã bị phá hoại, thực tế chạm cái là nổ, trận pháp liên kết từng vòng trước giờ đều là một phá hoại một trận pháp thì sẽ khởi động một trận pháp khác. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Chiêm Khánh Nhân hỏi. Dương Bách Xuyên hít sâu, nói chúng ta không thể chiến đấu từng người, tiến vào đại trận rừng Hắc Thạch cần chỉ huy thống nhất, một khay rời rạc sẽ chịu thiệt, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu không có đám người Mộc Đạo Nhiên xuất hiện, chúng ta còn có thể tiếp tục đi thuận theo tuyến đường ban đầu. Nhưng bây giờ Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong đã bỏ chạy, cũng rất có thể cùng một mục đích với chúng ta, có khi cũng là cùng một con đường. Ai dám đảm bảo bọn họ Seto phá hoại trận pháp trên đường tiến vào rừng Hắc Thạch hay không? Một khi bọn họ phá hoại bố cục trận pháp ban đầu, chúng ta tiến vào chính là phiền phức lớn. Cho nên tôi đề nghị chọn ra người hiểu trận pháp trong số 6 người chúng ta để làm đội trưởng tạm thời. Chỉ huy điều hành thống nhất mọi người trước, như vậy chúng ta mới có thể thông qua rừng Hắc Thạch với mức độ lớn nhất. Dương Bách Xuyên nói xong rồi nhìn về phía 5 người, 5 người bọn họ không ai nói chuyện, võ cổ giả có mấy người hiểu về đạo trận pháp. Dương Bách Xuyên hít sâu, nói tôi không nói đùa với các anh, ngay ban nãy tôi đã nhìn ra 4 loại trận pháp mê trận, sát trận, không gian và huyễn trận, đây còn là nhìn ở bên ngoài, ai biết sau khi tiến vào còn tồn tại trận pháp gì. Trận pháp biết thay đổi đủ đường, chạm vào bất cứ một đại trận nào, đối với chúng ta đều là nguy hiểm lớn. Đừng nói nữa, Chiêm Khánh Nhân bước ra cắt ngang Dương Bách Xuyên, anh ta hừ lạnh nói, một tàn trận uy lực tê liệt rất nhiều năm thôi, mà bị cậu nói ra đáng sợ như địa ngục vậy. Trước giờ có vô số võ cổ giả tiến vào rừng Hắc Thạch cũng không chết hết, tôi thấy Dương Bách Xuyên cậu là làm môn chủ quen rồi đúng chứ? Muốn chỉ huy Chiêm Khánh Nhân tôi, không có cửa. Rừng Hắc Thạch còn con thôi, tôi không tin lợi hại tới mức nào, đi trước một bước, chúng ta gặp lại ở khu số 3 Hắc Liên. Chiêm Khánh Nhân không hề nể mặt chút nào, nói xong đã nhấc chân bước vào trong rừng Hắc Thạch. Chiêm Khánh Nhân vừa đi, Hồ Tiên Nhi lập tức đi theo phía sau anh ta, hai người tiến vào rừng Hắc Thạch. Anh biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, bởi vì khi anh xem xét trận pháp ở bên ngoài lúc trước, đã nhìn thấy có người tiến vào rừng đá đầu tiên. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là đám người Lão Lạt Ma cùng Đinh Trường Phong chạy trốn. Rất hiển nhiên, những người này đi cùng một con đường với 6 người bọn họ, cũng có khả năng trong số Lão Tổ trấn thủ Sơn Hải Thông Đạo cùng Tửu Tiên Lão Đầu, có người cố ý tiết lộ con đường này cho đám người Lão Lạt Ma. Vô cùng có khả năng mục tiêu của hai bên đều là Hắc Liên Động. Mà đám người Lão Lạt Ma tiến vào rừng Hắc Thạch trước tiên, chạm vào trận pháp chính là Đinh Sắt. Điều này sẽ để lại mối nguy hiểm ngầm cho bọn họ khi tiến vào sau, bây giờ nghe thấy tiếng giống giận mắng chửi của Chiêm Khánh Nhân, chứng minh rằng suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Sở dĩ lúc trước anh nói muốn thống nhất chỉ huy, không phải là chân chính muốn chỉ tay vẽ chân với năm đại quái vật này, không ngờ Chiêm Khánh Nhân cùng Tiểu Hòa Thượng Phàm sẽ phản ứng lớn như vậy. Nếu bọn họ không đồng ý, cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ, không cho các thiên kiêu đó ăn chút đau khổ. Bọn họ sẽ không hiểu rằng sức mạnh đồng đội quan trọng bao nhiêu. Bây giờ chạy đến đó, Dương Bách Xuyên là đang đi xem biểu diễn. Vài phút sau, ba người Dương Bách Xuyên đi qua một đống đá nằm ngổn ngang, trong tầm mắt hơn mười mấy mét, bốc lên một đám bụi đất dày cộm. Quả nhiên là hai người Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Lúc này chỉ thấy Chiêm Khánh Nhân cùng Hồ Tiên Nhi đang chém giết 9 viên đá hình người, hai người trông vô cùng chật vật.
Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở phía sau 9 viên đá hình người, cũng không nhịn được hít hà một hơi. Trận pháp con rối người đá. Dương Bách Xuyên không nhịn được tự thốt ra tiếng. Ở trong điển tịch trận pháp, Dương Bách Xuyên từng nhìn thấy trận pháp con rối người đá. 9 tượng người đá có 9 phương hướng, hỗ trợ lẫn nhau tạo ra trận pháp có thể nói là không chê vào đâu được, mà ở trên thân của người đá còn có phù văn con rối. Phù văn này mới là điểm mấu chốt, chỉ cần phù văn con rối không bị phá hủy, trận pháp con rối người đá vĩnh viễn sẽ không mất đi công hiệu. Hơn nữa sự sắp xếp phương hướng của 9 tượng người đá cũng hình thành một cái tụ linh trận, vì vậy một khi có người kích hoạt con rối người đá, 9 tượng người đá này sẽ tự động tấn công. Uy lực tấn công phụ thuộc bởi cấp bậc phù vân trên người con rối người đá. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, những phù vân trên người con rối người đá này không phải phù vân cao cấp, chỉ là phù vân con rối sơ cấp mà thôi, nhưng lại sau khi phối hợp với 9 tượng con rối người đá, sức mạnh được phát huy rất lớn. Hình ảnh điêu khắc trên 9 tượng người đá thật ra rất thô thiển, chỉ có một đôi tay có thể di chuyển, lúc tấn công cũng chỉ múa may với vách đá. Chỗ đáng sợ chính là 9 tượng con rối người đá di chuyển dưới sự điều khiển của trận pháp, có thể mượn linh khí để phát huy sức mạnh cường đại. Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi bị 9 tượng con rối người đá vây ở giữa, chẳng khác nào bị nhốt rồi đánh. Trên người con rối người đá có phù văn phòng ngự, hơn nữa còn có sức mạnh của trận pháp. Cho dù bản lĩnh của Chiêm Khánh Nhân mạnh đến đâu, sức mạnh đánh vào trên người một con rối người đá cũng sẽ chia cho 9 tượng con rối người đá khác. Trên thực tế, đây chỉ là trận pháp con rối sơ cấp, nếu đổi thành trận pháp con rối cao cấp, bọn họ đã sớm bị đánh chết. Nhưng cho dù là trận pháp con rối sơ cấp, nếu không phá được trận pháp trong một khoảng thời gian dài, hai người họ cũng sẽ bị thương mà chết. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân tức giận không ngừng thi triển các loại phương pháp tấn công con rối người đá, mà lại không có hiệu quả nào, anh không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Yêu Nghiệt Chiêm có muốn tôi hỗ trợ không? Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh châm chọc nói. Hừ, trận đá nho nhỏ mà thôi, không cần. Chiêm Khánh Nhân hừ lạnh, anh ta đã phát hiện ba người Dương Bách Xuyên đến đây từ lâu, trong lòng rất khó chịu với lời châm chọc của Dương Bách Xuyên. Nhưng cũng không muốn để Dương Bách Xuyên chế giễu. Vốn anh ta không tin tà, cho rằng việc Dương Bách Xuyên nói rằng uy lực của trận pháp rất mạnh chỉ là đe dọa, muốn để 5 người bọn họ nghe theo sự chỉ huy của Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân đương nhiên không muốn. Đường đường là quái vật đứng đầu, một thiên tài trăm năm hiếm có ở Côn Luân, sao có thể bị Dương Bách Xuyên chỉ huy? Cho nên Chiêm Khánh Nhân tự mình đi, về phần Hồ Tiên Nhi vốn có quan hệ tốt với anh ta. Hai người cùng nhau vào rừng Hắc Thạch, dựa theo con đường trên bản đồ mà đi. Sau khi đi vào đây, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, anh ta cùng Hồ Tiên Nhi không phản ứng kịp đã bị 9 tượng người đá vây quanh, một trận chiến vượt qua sự tưởng tượng của anh ta. Chiêm Khánh Nhân càng đánh càng sợ, những người đá này rõ ràng là cục đá, cũng không phải sắt đá, nhưng anh ta dùng hết toàn bộ sức lực cũng đánh không nát, trong 10 phút đã tốn hết non nửa chân nguyên trong cơ thể của anh ta, xong. Anh ta vẫn không thể đánh rớt những người đá này, cho dù là một miếng đá. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn đi đến châm chọc, gần như khiến cho Chiêm Khánh Nhân hộc máu. Anh ta thật sự không cần hỗ trợ sao? Đương nhiên là cần rồi, nhưng một khi để cho Dương Bách Xuyên giúp anh ta thì anh ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa, mất hết thể diện cầu xin Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe thấy Chiêm Khánh Nhân chết vì sĩ diện mà chịu khổ nói như vậy, nhếch miệng cười. Ngồi trên một khối đá, cười ha ha nói, vậy các người cứ từ từ đánh, chúng tôi chờ anh ra, ha ha. Phốc. Những lời trêu chọc của Dương Bách Xuyên làm cho Mai Thi Dĩnh không nhịn được cười ra tiếng. Anh Dương, anh có thể phá trận sao? Mai Thi Dĩnh hỏi. Đương nhiên phá được chứ, nhưng người ta không cần tôi ra tay. Dương Bách Xuyên thân thúy nói. Vậy sao anh không giúp đi, cứu bọn họ ra? Mai Thi Dĩnh tiếp tục nói. Như vậy sao được, đường đường là quái vật đứng đầu, sao có thể không phá được trận pháp nho nhỏ này, tôi cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh. Dương Bách Xuyên cố ý nói lớn tiếng. Suýt chút nữa chọc cho Chiêm Khánh Nhân tức chết. Chiêm Khánh Nhân nghe thấy Dương Bách Xuyên càng nói như thế trong lòng càng không phục, lập tức hừ lạnh một tiếng, duỗi tay vào ngực, lấy ra bảo vật lăng hư tử mà Côn Luân ban cho kính của Côn Luân. Phốc anh ta phun một ngụm máu lên gương của Côn Luân. Kính Côn Luân lập tức phát sáng. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi thẳng dậy,
anh cảm nhận được pháp khí trong tay Chiêm Khánh Nhân thủ trung pháp khí hơi thở tựa hồ đã là siêu việt linh khí cấp bậc pháp khí. Tiên khí sao? Nhìn Chiêm Khánh Nhân thủ trung Côn Luân kính, Dương Bách bẩm tự nói. Kính trong tay Chiêm Khánh Nhân giống như pháp khí, theo cảm giác của Dương Bách Xuyên tuyệt đối mạnh hơn linh khí bình thường, nhất là khi Chiêm Khánh Nhân phun một ngụm máu lên phía trên, trong đại tác kim quang có một cổ khí tức phóng lên cao. Dựa theo sự hiểu biết của Dương Bách Xuyên về các cấp bậc trong pháp khí, sau linh khí chính là tiên khí. Kính trong tay Chiêm Khánh Nhân giống pháp khí nhưng lại có khí tức mạnh hơn linh khí cực phẩm rất nhiều, không thể nghi ngờ chính là cấp tiên khí. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có thêm nhận thức mới về các tông môn cổ xưa này trong giới cổ võ. Côn Luân đã có tiên khí, như vậy thì mấy nhà khác hẳn cũng sẽ có. Tiên khí mới là đại sát khí chân chính. Dương Bách Xuyên nhìn pháp khí trong tay Chiêm Khánh Nhân có chút chảy nước miếng, nhưng anh cũng biết tiên khí chân chính không thể phát huy phần lớn uy lực ở trong tay cổ võ giả, nếu Chiêm Khánh Nhân là cường giả hư cảnh có lẽ có thể phát huy ra một ít uy lực của tiên khí. Cho dù người tu chân không có đủ thực lực, có tiên khí trong tay cũng chỉ vô dụng. Giống như đồ long kiếm trong tay anh, cho tới bây giờ anh mới gần như có thể sử dụng một ít huyền hoàng kiếm khí trong kiếm, muốn chân chính phát huy ra uy lực của đồ long kiếm. Dùng lời sư phụ Vân Thiên Tà để nói, con đường phải đi còn rất dài. Giờ phút này trong trận pháp con rối người đá, sau khi kính Côn Luân trong tay Chiêm Khánh Nhân bùng phát kim quang, bỗng nhiên nhắm vào một tượng con rối người đá dọi qua. Con rối người đá cao hơn 6 mét nháy mắt bị ánh sáng của kính Côn Luân trong tay Chiêm Khánh Nhân bao phủ lên người. Ngay sau đó phát ra một tiếng vang lớn, đùng. Chỉ thấy sau khi người đá cao lớn bị kim quang của kính Côn Luân chiếu rọi, lập tức bay ngược trở ra, hung hăng chạm một khối đá dựng đứng cách mấy chục mét, phát ra tiếng rung động ầm vang. Lần này, Chiêm Khánh Nhân lộ ra nụ cười đắc ý trên khóe môi trong trận pháp, còn không quên nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên đang ngồi xem kịch ở bên ngoài một cái, ý muốn nói, nhìn xem trận pháp người đá nho nhỏ mà thôi, không phải bị tiểu gia phá rồi sao. Ngay cả Hồ Tiên Nhi cũng vui vẻ ra mặt. Lúc cô nhìn về phía Chiêm Khánh Nhân ánh mắt còn lấp lánh tinh quang, biểu tình sùng bái đầy mặt. Dương Bách Xuyên không chút để ý đến vẻ mặt khoe khoang của Chiêm Khánh Nhân, vẫn thờ ơ nhìn tình huống trong sân. Không có người nào hiểu biết uy lực thật sự con rối người đá hơn anh. Chiêm Khánh Nhân chỉ đánh ngã một tượng trong 9 tượng người đá mà thôi, chứ không phải chân chính phá hủy người đá, tuy một kích của anh ta cường đại, nhìn như đánh vào người của một tượng người đá. Nhưng tình hình thực tế là, uy lực của một kích đã chia đều ra cho 9 tượng người đá. Nếu Chiêm Khánh Nhân có thể phát huy ra 3 phần uy lực của tiên khí, cũng có thể miễn cưỡng phá hủy người đá, có thể phá vỡ trận pháp. Mà bây giờ anh ta không phá hủy con rối người đá thì cũng không thể phá được trận pháp. Dương Bách Xuyên mang ý cười nhàn nhạt trên mặt, Chiêm Khánh Nhân nhìn vào lại vô cùng khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, âm thầm nói, thứ này có ý gì? Không thấy anh em đá một tượng người đá bay ra kia sao? Sao anh ra không có chút kinh ngạc nào vậy? Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, mặt đất bắt đầu run chuyển. Chiêm Khánh Nhân quay người lại, hít khí lạnh, sắc mặt cũng bắt đầu đau đớn. Anh ta phát hiện người đá bị kính Côn Luân của mình đá bay vậy mà lại đứng lên, ở trong âm thanh ầm ầm ầm, di chuyển đến vị trí ban đầu một lần nữa, không tổn hao cọng lông tóc nào. Chiêm Khánh Nhân không kịp nghĩ nhiều kích hoạt kính Côn Luân, lại chiếu rọi một đạo kim quang lên một tượng người đá. Đùng! Uy lực giống vậy, thủ pháp cũng không khác mấy, người đá bị đá cho bay ra. Nhưng trong chớp mắt lại đứng dậy, trở lại quỹ đạo ban đầu một lần nữa. Kiểu tống cổ như vậy quả thật khiến cho Chiêm Khánh Nhân tức đến hộc máu, anh ta kích hoạt kính Côn Luân không phải không trả giá, mỗi một lần kích hoạt đều sẽ tốn phần lớn nguyên khí của anh ta. Cứ theo đà này anh ra sẽ bị thương mà chết. Không phá được trận pháp, anh ta cùng Hồ Tiên Nhi đều không thoát ra được. Dương Bách Xuyên lại vui sướng khi người gặp họ nói, yêu nghiệt Chiêm, có cần trợ giúp hay không? Ha ha! Không cần Chiêm Khánh Nhân hận đến mức cả hàm răng đều run lên, anh ta là loại người cho dù có mệt chết cũng không cúi đầu. Được được được, anh cứ tiếp tục, chúng tôi xem kịch. Ha ha, Dương Bách Xuyên thay đổi tư thế ngồi trên cục đá nói. Sau mười mấy phút trên sân, Chiêm Khánh Nhân cùng Hồ Tiên Nhi rốt cuộc chịu thua. Kính Côn Luân trong tay Chiêm Khánh Nhân còn tốt,
Hồ Tiên Nhi có thể chịu đựng đến bây giờ cũng làm Dương Bách Xuyên lau mắt mà nhìn. Nhưng cuối cùng hai người vẫn bị chín tượng con rối người đá làm hao tổn quá nhiều chân nguyên, lực cản chậm lại, trong một khắc Hồ Tiên Nhi bị một tượng người đá đánh một quyền vào lưng, cô kêu thảm thiết một tiếng. A phụt! Trong tiếng kêu thảm thiết Hồ Tiên Nhi còn phun ra một búng máu. Chiêm Khánh Nhân đỏ cả hai mắt, sắc mặt trắng bệch cắn răng kích hoạt kính côn luân, đánh bay người đá xuống tay với Hồ Tiên Nhi ra ngoài. Tiên Nhi, cô sao rồi? Chiêm Khánh Nhân lắc mình chắn trước người Hồ Tiên Nhi, lập tức áp lực tăng lên rất nhiều, một mình anh ra phải đối mặt với sự tấn công của tất cả người đá, nếu không phải lực tấn công của những người đá này ít, hơn nữa trận pháp tương đối cứng nhắc, nếu đổi thành chân nhân hai người bọn họ đã chết từ lâu. Mai Thị Dĩnh nhìn thấy Hồ Tiên Nhi bị thương, lập tức vội la lên, anh Dương, anh mau nghĩ cách đi. Anh Dương, anh có cách thì nhanh chóng phá trận đi, cứ tiếp tục như vậy hai người họ không kiên trì được lâu nữa đâu, đừng quên chúng ta có chung một mục tiêu. Trần Trầm Hương cũng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng biết lúc này mình nên ra tay, cho dù đưa hai người bọn họ ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không cảm ơn mình, anh có ý tứ muốn Chiêm Khánh Nhân cùng Hồ Tiên Nhi chịu khổ. Suy nghĩ lại để bọn họ biết sức mạnh của sự tác với đồng đội. Hai người các cậu nghe theo tôi, đi qua hỗ trợ phá trận. Dương Bách Xuyên dặn dò Trần Trầm Hương và Mai Thị Dĩnh. Được Mai Thị Dĩnh đồng ý không chút do dự. Được rồi, anh nói nên làm thế nào? Trần Trầm Hương cũng muốn biết Dương Bách Xuyên làm bộ nửa ngày, sẽ phá trận như thế nào, trận pháp người đá này, anh ta ở bên cạnh xem nửa ngày, dù sao cũng không nắm chắc sẽ phá được. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nói với Hồ Tiên Nhi ở trong trận pháp, Hồ Tiên Nhi ly cung, tấn công mắt trái người đá. Yêu Nghiệt Chiêm Càn Cung, tấn công giữa mày người đá. Nói xong nói với Mai Thị Dĩnh, Dĩnh Nhi, cô và Trần Trầm Hương vào trận pháp chiếm đoái cung và chấn cung, tấn công ngực cùng chỗ khớp xương cẳng chân của người đá. Được Mai Thị Dĩnh và Trần Trầm Hương lách mình lập tức tiến vào trận pháp con rối người đá. Lúc này Chiêm Khánh Nhân nghe thấy tiếng la của Dương Bách Xuyên, vốn muốn phản bác một chút, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Trầm Hương và Mai Thị Dĩnh vào trận thì cũng không lên tiếng, bây giờ anh ta rất mệt, cũng không biết Dương Bách Xuyên thật sự hiểu trận pháp hay là cổ long mê hoặc, nhưng Hồ Tiên Nhi đã bị thương, không nên trì hoãn nữa, cần xuất trận mới được. Tiến vào trận pháp này rất dễ, ra ngoài mới khó, thế nhưng Mai Thị Dĩnh và Trần Trầm Hương chạy tới. Nói rằng muốn bọn họ tin tưởng Dương Bách Xuyên có thể phá trận, Chiêm Khánh Nhân cắn răng thầm nhủ dưới đáy lòng nói, Dương Điên, tin anh một chút, cho dù anh phá được trận cũng không phải tôi cầu xin anh. Chiêm Khánh Nhân ở giữa, dựa theo lời Dương Bách Xuyên phân phó làm. Sau khi Hồ Tiên Nhi nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân đến Càn Cung, cô cũng đến Ly Cung. Ở bên ngoài, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy chỗ đứng của mọi người, cũng đứng dậy nhảy lên, anh không có vào trận. Mà là đến bên ngoài trận pháp, bỗng nhiên chém ra một quyền với một tượng con rối người đá ở trung cung, hơn nữa há miệng giống to, ra tay đi. Để phá nát trận pháp con rối người đá này, Dương Bách Xuyên biết rằng điều đầu tiên cần làm là phá vỡ cửu cung tụ linh trận, cắt đứt linh khí giữa chín tượng người đá, làm cho bọn họ không thể hỗ trợ lẫn nhau, để khi tấn công lực đạo mà một tượng chịu đựng sẽ không khuếch tán, phá hủy một tượng sẽ ít đi một tượng. Mà vị trí cửu cung ở bên ngoài anh sắp xếp cho mọi người đều là cửa sinh, vị trí tấn công vào thân người đá cho thấy rằng phá giải vị trí tử huyệt phù vân của con rối. Năm người bọn họ tấn công trong trận, anh chiếm cứ ở trung cung trận pháp, mọi người đồng loạt ra tay, dưới sự tấn công trong ngoài, là có thể phá hủy trận pháp. Ầm ầm ầm. Sáu người ở trong ngoài trận pháp, đồng loạt ra tay tấn công con rối người đá, phát ra liên tiếp âm thanh rung động. Người đá đang di chuyển ngừng lại động tác, đứng yên tại chỗ. Thành công, Mai Thị Dĩnh thốt ra tiếng kinh hỉ đầu tiên. Hạ Chiêm Khánh Nhân cũng có chút kinh ngạc, tên này thật sự có bản lĩnh. Mấy người đều có vẻ mặt khác nhau. Lúc này Dương Bách Xuyên cười đắc ý nói, đừng thất thần nữa, nhanh chóng phá hủy người đá, nếu không sẽ kích hoạt trận pháp tuần hoàn, nó sẽ khôi phục trở lại. Được Dương Bách Xuyên nhắc nhở như vậy, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Cả đám ra tay oanh sát người đá. Ầm 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 đùng. Chín tiếng bạo liệt nhắc nhở họ rằng chín tượng người đá đã lần lượt vỡ tung dưới sự tấn công của năm người bọn họ. Mẹ nó sao dễ như đánh bã đậu vậy? Chiêm Khánh Nhân không nhịn được chửi thề,
lúc trước anh vận dụng kính côn luân cũng không thể đánh nát người đá, bây giờ một quyền đã có thể oanh sát thành vụn đá. Thật sự có chút kinh ngạc. Sau khi loại bỏ trận pháp vô nghĩa, chín tượng con rối người đá đã không có linh khí làm thay đổi, chính là cục đá bình thường, cậu mới có thể đánh nhẹ nhàng như vậy. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Hóa ra gọi là trận pháp con rối người đá, Chiêm Khánh Nhân nói thầm. Phá vỡ trận pháp, đánh nát người đá, sau khi tiếp xúc với nguy hiểm, giữa sân rốt cuộc bình tĩnh. Lúc này có mấy người đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Hồ Tiên Nhi đi về phía Dương Bách Xuyên khẽ nói, cảm ơn mặc dù bởi vì Chiêm Khánh Nhân mà cô không thích Dương Bách Xuyên, nhưng hiện tại anh đã ra tay cứu cô, chí ít gì cũng phải có câu cảm ơn. Hơn nữa, Hồ Tiên Nhi cũng dần dần phát hiện, quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân cũng không giống như lời đồn là hai người họ từng có va chạm, ngoài mặt thì bọn họ xem thường nhau, ai cũng coi rẻ ai, nhưng thực tế Hồ Tiên Nhi lại cảm thấy, hai người lại rất tán thưởng đối phương. Vì thế câu cảm ơn này với Dương Bách Xuyên là thật lòng. Không có gì, tiện tay mà thôi. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, Chiêm Khánh Nhân đi tới nói, Dương Điên, là cậu tự nguyện ra tay tương trợ, không phải là tôi cầu xin cậu, đừng hy vọng tôi sẽ nói lời cảm ơn. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chiêm Khánh Nhân đã có chút bội phục Dương Bách Xuyên. Đại pháp khôi lỗi suýt chút nữa đã khiến anh và Hồ Tiên Nhi xong đời. Nhưng chỉ vài câu chỉ huy của Dương Bách Xuyên đã dễ dàng phá giải, lúc này Chiêm Khánh Nhân đã thật sự tin Dương Bách Xuyên có chút tài năng về trận pháp. Có điều, vịt chết vẫn mạnh miệng, đánh chết anh cũng không nói. Dương Bách Xuyên liếc Chiêm Khánh Nhân nói, không cần cảm ơn, tôi ra tay cứu người là sẽ thu phí, lần trước anh còn nợ tôi 400 tinh thạch, lần này tính rẻ hơn chút, cứu anh một lần đưa 600 tinh thạch là được rồi, cộng lại là 1.000 tinh thạch, nhớ kỹ quay về trả cho tôi. Nếu không tôi sẽ tới Côn Luân đòi nợ, đây xem như là giao dịch, trả xong tinh thạch tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa, thế nên lời cảm ơn của anh là không cần thiết. Cậu thèm tinh thạch tới không biết xấu hổ, gương mặt Chiêm Khánh Nhân đầy vạch đen, con hàng này đúng là hết nói nổi, ngay trước mặt mọi người bảo anh thiếu nợ, đây khác gì là đang vả vào mặt anh. Đường đường là trưởng giáo tương lai của Côn Luân lại đi thiếu nợ 400 tinh thạch. Truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao? Không đúng, con hàng này lại tăng thêm 600, tổng cộng là thiếu nợ 1.000 tinh thạch rồi. Mặt mũi cũng không ăn được, nhớ kỹ anh nợ tôi tổng 1.000 tinh thạch đó, đừng ép tôi phải tới Côn Luân đòi nợ. Dứt lời Dương Bách Xuyên xoay người đi mất. Chiêm Khánh Nhân, cậu! Cậu cái gì mà cậu? 1.000 tinh thạch thôi mà, Chiêm yêu nghiệt chẳng nhẽ còn không trả nổi hay sao? Tôi! Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, mấy người khác đều nín cười đi theo sau, bọn họ vẫn phải đi về phía trước, xuyên qua rừng hắc thạch. Sau khi phá trận lần này, mặc dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, nhưng trong lòng mỗi người đã thầm chấp nhận Dương Bách Xuyên là đội trưởng, bởi vì khắp nơi trong rừng hắc thạch đều là tàn trận, quả thật cần tới Dương Bách Xuyên thay mọi người giải quyết. Không còn cách nào, những người khác đều không hiểu trận pháp. Hiện tại chỉ thiếu một tiểu hòa thượng Liễu Phàm vẫn chưa trở về vị trí, không ai biết cậu ta đang ở đâu. Lẽ nào cũng mắc kẹt trong trận pháp giống Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Có điều, trong tay mọi người đều có bản đồ, chỉ cần không sai phương hướng thì nhất định có thể tìm thấy tiểu hòa thượng. Bọn họ không thể nhìn thấy được điểm cuối của rừng hắc thạch, cũng không ai biết rừng hắc thạch này lớn như thế nào. Chỉ có thể kiên nhẫn đi về phía trước dọc theo tuyến đường trên bản đồ. Hơn nữa nơi này còn có trận pháp, mọi người cũng không thể đi nhanh được. Đi theo bước chân của Dương Bách Xuyên tiến chậm về phía trước. Đi gần một tiếng đồng hồ vẫn ở trong rừng hắc thạch, cảm giác như bước vào mê cung không thể thoát ra được. Nhưng Dương Bách Xuyên biết đây không phải mê cung, mà là do rừng hắc thạch quá lớn. Đột nhiên, bên tai mọi người vang lên tiếng đánh nhau. Ở nơi này xuất hiện tiếng đánh nhau, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là bọn họ giống Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi, có người bị nhốt bên trong trận pháp. Thứ hai là chém giết lẫn nhau, người duy nhất có thể chém giết ở đây cũng chỉ có Liễu Phàm đụng phải Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong. Mặc kệ là loại nào, đám người Dương Bách Xuyên cũng phải qua xem thử. Sau khi đi về phía trước 100 mét, bọn họ nhìn thấy ngọn nguồn của cuộc chiến. Đúng thật là Tiểu Hòa Thượng và Lão Lạt Ma gặp nhau.
Lúc này tiểu hòa thượng Liễu Phàm đang đánh nhau với lão Lạt Ma. Hai người họ giống như là quyết đấu sinh tử. Còn Đinh Trường Phong và những người khác cũng đang đánh nhau, bọn họ cộng lại cũng phải hơn 30 người, lúc này tình cảnh của họ khiến đám người Dương Bách Xuyên phải trố mắt ra nhìn. Trong số những người này, ngoại trừ Đinh Trường Phong, lão Lạt Ma, tiểu hòa thượng Liễu Phàm có tu vi cường đại ra, những người khác lại đang chém giết lẫn nhau, bọn họ đều mang một vẻ mặt dữ tợn. Một màn này xảy ra trước mặt Dương Bách Xuyên, đột nhiên anh hiểu rõ, nhất định bọn họ đã gặp phải một loại ảo trận nào đó, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có mấy người. Trong mắt Dương Bách Xuyên, ảo trận có thể ảnh hưởng tới tinh thần, loại trận pháp này thường có thể khơi gợi dục vọng sâu trong nội tâm con người, nếu như ma trận có sát khí, chỉ cần có một người đứng trước mặt họ thì người đó sẽ lập tức biến thành kẻ thù. Ha ha, cái này hay đó, Chiêm Khánh Nhân cười vui vẻ nói. Chúng ta có cần qua đó giúp tiểu hòa thượng không? Mai Thị Dĩnh nhìn Dương Bách Xuyên nói. Khoan đã, nhìn dáng vẻ của tiểu hòa thượng, tạm thời sẽ không chịu thua thiệt, chỉ là rơi vào thế yếu thôi. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì nơi này là huyễn sát trận, một khi bước vào thì ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang tính toán làm sao để kéo tiểu hòa thượng ra ngoài, sau đó nhốt đám người lão Lạt Ma vào bên trong. Để bọn họ rơi vào ảo ảnh sâu trong nội tâm của bản thân mình, tốt nhất là đừng ra ngoài nữa. Có điều, chuyện này cũng không khả thi lắm, cứu tiểu hòa thượng Liễu Phàm thì nhất định phải phá vỡ trận pháp, đồng nghĩa với việc cứu luôn cả đám người lão Lạt Ma. Nhìn cảnh tượng tiểu hòa thượng và lão Lạt Ma đang đánh nhau trước mặt, nhìn thì có vẻ như tinh thần của hai người vẫn rất tỉnh táo, nhưng đôi mắt của họ lại đỏ ngầu. Điều này chứng tỏ, cả hai đều đang chịu ảnh hưởng bởi ảo ảnh. Tiếng chém giết vang trời, người của bọn họ cũng tự giết nhau không ít. Đám người Đinh Trường Phong thấy đệ tử của tông môn đang chém giết lẫn nhau liền đi ngăn cản, nhưng không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn bị người của mình đuổi giết. Cũng không thể giết người nhà mình đúng không? Ai nấy đều có chút e dè. Dương Bách Xuyên nhìn quanh một lượt, anh phát hiện không cách nào vừa có thể cứu tiểu hòa thượng ra ngoài, vừa có thể nhốt đám người kia bên trong, anh thầm thở dài, bỏ đi. Để mấy người sống thêm chút nữa vậy. Nếu đã không có cách nào, vậy thì cứu người thôi. Mặc dù tiểu hòa thượng kiêu ngạo không nghe theo anh chỉ huy, nhưng nếu cứu cậu ta một mạng, Dương Bách Xuyên tin cậu ta vẫn sẽ nể mặt anh, như vậy chặng đường còn lại, mọi người đoàn kết sẽ dễ dàng đi tiếp hơn. Nhìn bố cục trong rừng hắc thạch, Dương Bách Xuyên phát hiện mắt trận nằm trên một tảng đá lớn, nằm ngay vị trí của tiểu hòa thượng và lão Lạt Ma. Chỉ cần đập vỡ tảng đá đó, trận pháp sẽ được phá bỏ, bọn họ cũng có thể vào trong cứu người. Anh nhìn Chiêm Khánh Nhân nói, Chiêm Yêu Nghiệt, dùng cái gương rách của anh phá bỏ tảng đá phía sau tiểu hòa thượng, trận pháp sẽ tự hủy. Tôi đặc biệt nhắc lại với cậu, đây là vật chí bảo của Côn Luân, gọi là gương Côn Luân, không phải là gương rách. Chiêm Khánh Nhân tức giận nói. Rồi, gương Côn Luân được chưa, nhanh dùng gương Côn Luân chí bảo của anh đi. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Vì sao lại là tôi? Chiêm Khánh Nhân không hiểu nói. Chỉ có gương rách của anh, à, gương Côn Luân có hiệu quả công kích từ xa. Dương Bách Xuyên nói như chuyện đương nhiên, khoảng cách hơn 10 mét, thật ra trích tinh thủ trong tay anh cũng có thể làm được, nhưng cũng phải để Chiêm Khánh Nhân góp chút sức, tiện thể thăm dò hiện tại tên này có nghe anh chỉ huy hay không. Hừ, Chiêm Khánh Nhân hừ lạnh, mặc dù không vui lắm nhưng anh vẫn lấy gương Côn Luân. Rót chân nguyên chiếu lên tảng đá như lời Dương Bách Xuyên nói. Trong lòng Chiêm Khánh Nhân hiểu rõ, Dương Bách Xuyên đang thăm dò liệu anh có nghe theo chỉ huy hay không, thật ra với khoảng cách hơn 10 mét, trong 5 người bọn họ, ai cũng có thể phá vỡ tảng đá kia. Dương Bách Xuyên để anh ra tay chính ta một loại thử nghiệm, trong lòng rất khó chịu, nhưng anh biết Dương Bách Xuyên có khả năng trong trận pháp, bọn họ muốn thuận lợi vượt qua từng hắc thạch thì quả thật là phải nghe theo lời của cậu ta. Vì vậy, Chiêm Khánh Nhân đã làm theo. Gương Côn Luân của Chiêm Khánh Nhân chiếu tới, mắt trận nằm trên tảng đá lập tức vỡ nát. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, trong lòng cũng cười thầm, Chiêm Khánh Nhân dùng hành động để nói cho anh biết, bắt đầu từ bây giờ, anh ta sẽ nghe anh chỉ huy. Sau khi Chiêm Khánh Nhân phá nát mắt trận, bọn họ ai nấy đều tỉnh ngộ, lúc này mới phát hiện bản thân mình đang chém giết lẫn nhau. Bốn người họ đều lập tức dừng tay.
đồng thời cũng ý thức được sự xuất hiện của đám người Dương Bách Xuyên. Lúc trước trong ảo trận, bọn họ không nhìn thấy 5 người này, nhưng khi trận được phá giải liền thấy được bọn họ. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phạm nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên thì mừng thầm, lão Lạt Ma biến sắc nói, lui. Hiện tại nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lão già này vẫn còn ám ảnh bởi bóng ma tâm lý, lão ta không dám đối đầu với anh. Có muốn đuổi theo không? Chiêm Khánh Nhân liếc mắt hỏi. Ai đi mà đuổi Dương Bách Xuyên cũng không có ý định đuổi theo, bởi vì đang ở rừng Hắc Thạch, khó tránh khỏi sẽ va vào trong trận pháp, đến khi đó sẽ mất nhiều hơn được. Không đuổi thì dẹp đi, Chiêm Khánh Nhân nói thầm một câu. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm bước tới nói, A-di-đà Phật, cảm ơn chiêu sư huynh cứu giúp. Đừng cảm ơn tôi, là công lao của Dương Điên, không có cậu ta thì không phá nổi ảo trận. Chiêm Khánh Nhân đáp lại lời của Tiểu Hòa Thượng. Lúc này, trong mắt Tiểu Hòa Thượng lóe lên một sáng, cậu ta tỏ lời cảm ơn với Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại dán chặt mắt vào chuỗi tràng hạt trong tay Tiểu Hòa Thượng, anh sững sờ nói, Liễu Phàm, tôi có thể xem thử chuỗi tràng hạt trong tay cậu không? Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nghe thấy Dương Bách Xuyên muốn xem chuỗi tràng hạt trên tay cậu, theo bản năng, ánh mắt cậu lóe lên một tia sắc bén, giống như Dương Bách Xuyên đang muốn cướp của mình. Cậu nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên nói, anh muốn làm gì? Dương Bách Xuyên thấy buồn cười, nhìn vẻ căng thẳng của Tiểu Hòa Thượng, anh cười nói, đừng có lo, tôi chỉ thấy có chút quen mắt mà thôi, chỉ muốn xem chứ không có ý khác. Đây là vật quý nhất của nhà Phật, sao anh có thể quen mắt được? Tiểu Hòa Thượng vẫn cảnh giác như cũ. Dương Bách Xuyên đành chịu không nói thêm gì nữa, không cho xem thì thôi vậy. Anh cũng nhìn thấy phương pháp điêu khắc chuỗi hạt trong tay Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm giống hệt với phương pháp anh tự học, vậy nên mới muốn xem thử một chút. Nếu Tiểu Hòa Thượng đã không muốn cho anh xem thì không xem là được chứ gì. Lúc này Tiểu Hòa Thượng lại có chút xấu hổ, dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng đã cứu cậu, nghĩ ngợi một lúc, cậu nói, A-di-đà Phật, đây là Phật bảo của tôi, sư phụ nói phải bảo quản thật tốt, có điều để Dương thí chủ xem thử thì vẫn được. Dứt lời. Cậu đưa chuỗi tràng hạt cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã hết hứng thú, nhưng Tiểu Hòa Thượng đưa qua thì anh thuận tay xem một chút, khoan hẵng nói, chuỗi tràng này của Tiểu Hòa Thượng có 36 hạt, trên mỗi hạt đều khắc một tượng thiên cương Phật, chính là hạt thiên cương chính tông được ghi chép trong đầu anh, 36 hạt thiên châu. Thiên cương Phật Đà sống động như thật, nếu nhìn kỹ giống như là sắp sống lại, chuỗi tràng tỏa ra một luồng linh khí mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên không hề nghi ngờ, nếu như tất cả 36 hạt Phật châu này đều chuyển động thì uy lực của nó sẽ mạnh tới nhường nào, có điều nhìn qua Tiểu Hòa Thượng vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của 36 hạt thiên cương châu này. Dựa theo ghi chép về 36 hạt thiên cương, nếu như tất cả đều bận chuyển thì mỗi một vị Phật trên hạt tràng sẽ sống lại. Nếu một người trúc cơ kỳ sử dụng thì sẽ có được uy lực của 36 tu sĩ trúc cơ kỳ cộng lại. Kim đan kỳ thì sẽ có sức mạnh của 36 kim đan, loại sức mạnh này đúng là ngang ngược. Cũng không biết là chuỗi tràng hạt của Tiểu Hòa Thượng có phải là thiên cấp bậc cao nhất trong điêu khắc pháp hay không. Trong điêu khắc cũng có 4 cấp bậc, linh cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Dương Bách Xuyên hiện tại mới chỉ là nhập môn ở linh cấp mà thôi. Nhìn chuỗi hạt thiên cương Phật Đà của Tiểu Hòa Thượng, Dương Bách Xuyên nghĩ ít nhất cũng phải là địa cấp. Nếu như là điêu khắc thiên cấp thì Phật trên tràng hạt sẽ sống lại, trong cuộc chiến của Tiểu Hòa Thượng và Lão Lạt Ma, anh cũng không thấy thiên cương Phật Đà xuất hiện, đương nhiên cũng có khả năng, tu vi của Tiểu Hòa Thượng không đủ mạnh để sử dụng thiên cương Phật Đà. Nói chung là sau khi quan sát, anh lại có thêm kiến thức mới về điêu khắc chi đạo. Hiện tại anh có thể khẳng định một điều, điêu khắc chi đạo đã từng xuất hiện trên trái đất, cũng không phải là độc nhất vô nhị của tu chân giới. Nói như thế, trên trái đất đã có một nền văn minh tu chân từ rất lâu. Điều này, bí địa Trường Bạch đã chứng minh một cách rõ ràng nhất, cho tới bây giờ, bí địa núi Trường Bạch là di tích văn minh tu chân lớn nhất mà anh đã từng gặp. Nhất là đại trận ở khu 2 của rừng Hắc Thạch, đơn giản chính là trận địa toàn diệt, bên trong phải có ít nhất 3.000 trận pháp, nếu không phải nơi này đã bị phá hủy nghiêm trọng, anh và bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc tiến vào. Trả lại tràng hạt cho Tiểu Hòa Thượng, trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu rõ, vì sao tu vi của Tiểu Hòa Thượng rõ ràng chỉ là tiên thiên tầng 9 cao cấp, nhưng lại không hề thua đám người Lão Lạt Ma là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn.
có được chuỗi thiên cương Phật Đà trong tay, so với nhiều người đã là bất khả chiến bại. Gọi là thiên kiêu yêu nghiệt cũng không uổng danh chút nào, chỉ dựa vào pháp bảo trong tay đã có thể vượt qua những người cùng trang lứa. Tiểu hòa thượng có chuỗi 36 hạt thiên cương, Chiêm Khánh Nhân có gương côn luân, anh tin chắc trong tay Mai Thi Dĩnh, Hồ Tiên Nhi, Trần Trầm Hương cũng có một con át chủ bài, năm người này không ai là dễ đối phó cả. Tiểu hòa thượng xem như là quay trở lại đội ngũ, lần này mọi người cũng không nói gì, chỉ ngầm đi theo Dương Bách Xuyên. Toàn bộ rừng hắc thạch dày đặc trận pháp, cũng không biết phải đi bao lâu nữa mới có thể ra ngoài, trong 6 người chỉ có Dương Bách Xuyên hiểu rõ trận pháp, điều này đỡ được rất nhiều phiền toái. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, ở đây không thể sử dụng thần thức, ban đêm đi lại cũng không dễ dàng, đi được 1 giờ đồng hồ Dương Bách Xuyên đề nghị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường, mọi người đều không có bất kỳ ý kiến nào. Ban đêm trong rừng hắc thạch rất yên tĩnh. 6 người chọn một tảng đá để nghỉ ngơi, để đảm bảo an toàn, Dương Bách Xuyên bảo Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng và Trần Trầm Hương luân phiên canh gác, bắt đầu từ anh trước. Nếu muốn lãnh đạo mấy tên yêu nghiệt này thì anh phải tự làm gương, nếu không thì bọn họ sẽ không phục. Anh thật sự muốn trả lại nhân tình cho Tiểu Tiên lão đầu, Dương Bách Xuyên biết mình không thể đi một mình tới Động Hắc Liên, anh bắt buộc phải đoàn kết mấy người yêu nghiệt Chiêm Khánh Nhân lại. Một tảng đá to bằng một gian nhà. Dưới tảng đá có khoảng trống rất lớn, đủ để mấy người nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên ngồi trên một tảng đá cao chừng 10 mét để ngắm nhìn màn đêm, từ đây có thể nhìn được khung cảnh từ phía xa. Nếu có bất kỳ biến động nào cũng không thể gạt được mắt anh. Màn đêm của rừng hắc thạch rất tĩnh mịch, 3 giờ sau, lúc sắp đổi ca, Dương Bách Xuyên đang ngồi trên tảng đá, đột nhiên anh nhìn thấy một tảng đá cao chừng 30 mét lóe lên một tia sáng. Anh còn cho rằng mình bị hoa mắt, mới đầu cũng không để ý. Nhưng tầm 3 phút sau, tảng đá đó lại lóe sáng lên, giống như một ngọn đèn giữa trời đêm tăm tối. Nhìn chăm chú, lần này Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ, nó dường như là một phù văn, hơn nữa phù văn này còn đáp lại những vì sao trên bầu trời, ánh sao nhàn nhạt rọi xuống tảng đá cách anh hơn 100 mét. Là thứ gì vậy? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Ánh sáng cách 100 mét giống như có ma lực, nội tâm Dương Bách Xuyên lập tức tò mò. Trong lòng anh dâng lên một loại vẫy gọi, thúc giục anh đi xem một chút. Nhưng nơi này là rừng hắc thạch, khắp nơi đều là trận pháp, lại không thể sử dụng thần thức, cộng thêm hiện tại là buổi tối. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất do dự cũng rất đấu tranh, có nên đi xem không nhỉ, trên tảng đá cao 30 mét kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể phối hợp với những ngôi sao trên bầu trời? Lý trí mách bảo anh hiện tại là ban đêm, không nên qua đó, nhưng sâu bên trong anh lại có một giọng nói thúc giục anh đi xem. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất bực bội, anh dứt khoát kêu gào sư phụ Vân Thiên Tà, lão đầu có đó không? Thằng nhóc thối, lại sao vậy? Giọng nói của Vân Thiên Tà không kiên nhẫn, giống như là bị quấy dày, cả người tràn đầy oán trách. Lão đầu tử, nghiêm chỉnh chút đi, ngoài 100 mét về phía đông nam. Con nhìn thấy trên một phiến đá lóe lên phù văn, hơn nữa còn vang vọng lại với sao trên trời, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Thời cổ xưa, nhiều người tu đạo có thói quen ghi lại một số phương pháp tu luyện trên tấm bia đá, những người cường đại thì sẽ dùng thần hồn để khắc phù văn, sẽ tồn tại mãi mãi và phối hợp với các vì sao trên bầu trời. Lâu ngày thì sẽ có những hiện tượng này, chắc là tu sĩ cổ xưa đã lưu lại phương pháp tu luyện. Con có thể qua đó xem thử, những phù văn bằng thần hồn này rất hiếm gặp, ngày mai hoặc khi con bỏ lỡ rồi thì không chắc sẽ lại xuất hiện nữa. Giọng của Vân Thiên Tà vang lên. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mình nói như vậy, anh quyết định đi qua xem thử. Lúc này sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay người lại thì thấy Chiêm Khánh Nhân đang đi tới để đổi ca với anh. Sau khi bàn giao xong, Dương Bách Xuyên bay thẳng xuống phiến đá. Bước nhanh về tảng đá cách hơn 100 mét về phía đông nam. Có điều, theo như lời của sư phụ Vân Thiên Tà nói thì phải gọi là tấm bia đá mới đúng. Nếu như trên này có ghi chép lại một loại thần thông nào đó, đây cũng xem như là vận may cho anh. Trên phiến đá, sau khi Chiêm Khánh Nhân thấy Dương Bách Xuyên nhảy xuống, cậu ta không nghỉ ngơi mà biến mất ở phía đông nam, đưa mắt nhìn về phía đó, anh cũng thấy những phù văn lấp lánh cách đó 100 mét. Kia là thứ gì vậy? Lại khiến Dương điên nửa đêm đi mạo hiểm. Không được, mình cũng phải đi xem thử.
Dứt lời Chiêm Khánh Nhân cũng nhảy xuống phiến đá, anh nói với mấy người Mai Thi Dĩnh ở phía dưới, mọi người tự chú ý an toàn, tôi phát hiện Dương Điên đi về phía đông nam, trên tảng đá cao bên kia có phủ văn nhấp nháy, tôi qua xem một chút. Sau khi dặn dò xong Chiêm Khánh Nhân lập tức rời đi. A-di-đà Phật, mọi người cũng nhàn rỗi, chúng ta đều là người tu đạo không cần phải nghỉ ngơi, hay là cùng nhau đi xem thử. Tiểu Hòa Thượng đề nghị. Đề nghị này của cậu được mọi người tán thành, 6 người lần lượt đi về phía đông nam. Ở một nơi cách đó vài trăm trước, Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong cũng thấy được phù văn trên tấm bia đá đang nhấp nháy dưới màn đêm, phối hợp với những vì sao trên bầu trời, từng người nối đuôi nhau mà đi, gần như là xông tới đó. Khoảng cách chỉ có 100 mét, nhưng bởi vì Dương Bách Xuyên sợ chạm phải trận pháp nào đó nên đi rất chậm, 20 phút sau mới đến nơi. Trước tầm mắt không phải tảng đá to, mà đúng ra là một tấm bia đá cao hơn 3 mét, rộng 3 mét. Ánh sao chiếu xuống bia đá, trông rất thần bí. Đây là tấm bia đá đầu tiên đoàn người Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi tiến vào rừng Hắc Thạch. Theo cách nói của mấy người Diệu M Sư Thái, hầu hết bia đá trong rừng Hắc Thạch đã bị tàn phá, chỉ còn lại những tấm bia không có chữ, không hoàn chỉnh. Song một tấm bia đá lớn như vậy cũng đủ chấn động. Điều quan trọng nhất là trên đỉnh bia đá có ký hiệu sáng lấp lánh. Không biết là ký hiệu gì, cái này cần lĩnh ngộ, không cầm được cũng chẳng lấy được. Ai có thể lĩnh ngộ thì người đó may mắn. Theo lời sư phụ thì tấm bia đá này hẳn là bia đá thần hồn mà các đại năng tu sĩ cổ dùng thần hồn ghi lại, trên đó có công pháp thần thông gì đó hoặc là thứ khác, chỉ có lĩnh ngộ mới biết được. Lão già ơi, phải lĩnh ngộ bia đá thần hồn như thế nào? Dương Bách Xuyên nhìn bằng mắt thường cả buổi trời mà không nhìn ra cái gì, đành phải xin sư phụ Vân Thiên Tà chỉ dạy. Chỉ cần thần hồn mạnh mẽ là có thể cảm nhận được cộng hưởng của bia đá, cứ cảm nhận bằng cảm giác là được. Vân Thiên Tà trả lời. Cảm giác ư, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng trước bia đá, nhắm mắt cảm nhận. Tuy anh không thiếu công pháp và thần thông, nhưng sư phụ nói truyền thừa của tu sĩ cổ ghi trên bia đá thần hồn rất lợi hại. Vì vậy kiểu gì anh cũng phải thử một phen. Sau khi Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng cảm nhận bia đá, Chiêm Khánh Nhân cũng theo tới. Tiếp đó, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, Mai Thi Dĩnh, Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi cũng tới trước bia đá. Mấy người thấy Dương Bách Xuyên nhắm mắt ngồi dưới bia đá thì biết là anh đang tu luyện, có điều bọn họ không biết anh đã nhìn ra hoặc cảm nhận được gì hay chưa. Mặc dù mấy người họ cũng nhìn thấy ký hiệu lấp lánh trên bia đá, nhưng không nhìn ra điều gì. Trước đây chữ trên bia đá đều được trưởng bối các đời dịch lại, bọn họ mới hiểu được. Bọn họ cảm thấy nhìn bia đá như đọc thiên thư vậy. Chiêm Khánh Nhân chép miệng, chịu thôi, mọi người có phát hiện gì không? Anh ta hỏi những người khác. Bốn người Mai Thi Dĩnh lắc đầu, thầm nghĩ anh không hiểu thì chúng tôi càng không hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.